Alleluia, cảm tạ Cha dấu yêu, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, từ trước vô cùng cho đến đời đời. Amen. Cảm tạ Chúa. Chúng con kính chào quý ông bà, quý mục sư, quý thầy cô, cùng tất cả con cái Chúa ở khắp nơi, trên Zoom hoặc và tất cả mọi anh chị em trên hội thánh Mercy of God. Chúng con cảm tạ Chúa một ngày mới, Ngài ban cho chúng con sức và mới của thần của Ngài đổ trên chúng ta. Và giờ đây em xin mời mục sư Hoài Hương lên dâng lời cầu nguyện. Amen, ngợi khen Chúa, Alleluia. Nguyện thần của Ngài đầy dẫy trên anh chị em của chúng ta, trên hội thánh của Ngài. Hội thánh của Ngài chính Ngài xây. Chúng con biết ơn Ngài thật là nhiều, một buổi sáng tốt lành mà Ngài đã cho chúng con. Giờ đây chúng con tôn vinh Ngài. Ai rao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Chúa rằng, đây là Đức Chúa Trời của các ngươi. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ đến trong quyền năng. Ngài dùng cánh tay Ngài mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở với Ngài. Sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, tập hợp các con chiên trong cánh tay mình và ấm chúng vào lòng, nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú. Ô Cha dấu yêu ơi, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì tình yêu Ngài đã dâng mình cho chúng con. Ngài dâng tất cả cho chúng con rồi. Ngay chính con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu, Ngài cũng đã dâng cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều qua sự tiếp nhận Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng con, để chúng con sống với Chúa Giê-xu, để cho Ngài làm Chúa cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, tất cả những việc lớn nhỏ gì chúng con phải hạ mình xuống để Ngài, ý của Ngài được tệ trị trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa và Ngài làm chủ trên đời sống của chúng con nữa. Bất cứ một điều gì lớn nhỏ, chúng con để toàn quyền Ngài tệ trị trên đời sống của chúng con. Cha dấu yêu ơi, Cha đã chăm sóc chúng con, Cha bú mớm cho chúng con, và giờ đây Ngài còn cho chúng con ăn những thức ăn cứng để cho chúng con được trưởng thành, trở nên những con trưởng để lãnh trách nhiệm về mình nữa, Chúa ạ. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, bởi vì chính Chúa Giê-xu đã làm mẫu gương cho chúng con rồi. Bởi vì Ngài nhìn thấy những điều Cha Ngài làm, và Ngài đã làm những điều đó. Và các sứ đồ năm xưa cũng vậy, đã nhìn thấy được mẫu gương của Chúa Giê-xu. Thì giờ đây, vào những thời kỳ cuối cùng này, chúng con nhìn thấy mẫu gương của Chúa Giê-xu, nhìn thấy mẫu gương của các sứ đồ, để chúng con thực thi ý muốn của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Nguyện thần của Ngài đầy dẫy trên anh chị em của chúng con, trên hội thánh của Ngài, trên dân của Ngài, trên mọi cơ đốc nhân đã nhận lãnh Chúa Giê-xu, để họ được đầy dẫy thánh linh của Ngài. Chúa ơi, hôm nay chúng con dâng hết tất cả những công việc của chúng con, những giờ thờ phượng, những lời ca, tiếng hát, tiếng đàn của chúng con thuộc trọn về Ngài, hết tấm lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, để yêu Ngài và yêu con người là tuyệt tác mà Ngài đã tạo dựng nên, chỉ kém Ngài một chút thôi. Và chúng con yêu những tác phẩm đó của Ngài như chính chúng con vậy. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn mục sư Hoài Hương. Giờ đây em xin mời mục sư Phi Anh lên tôn vinh Chúa. Giờ đây chúng ta cùng nhau chuẩn bị hát ca ngợi Chúa, dâng tấm lòng của chúng ta cho Chúa, để Ngài hiện diện với chúng ta. Ngài đã luôn ở trong tấm lòng chúng ta rồi. Và tấm lòng của chúng ta có đến với Ngài hay không, cái đó là bổn phận của chúng ta. Đời còn đây hân hoan
Chúa Thánh sống trong con, dẫn dắt đời con theo đường thánh. Nguyện Thánh Linh luôn đầy dạy ta tâm linh này, hằng ngày giúp con cùng sống với Ngài. Thánh Linh Ngài luôn giúp con yêu mọi người, sống trong Ngài vui mừng và mãi bình an. Biết đôi con nhịn nhục và sống nhân từ, đường đời con đang đi lắm cám dỗ vây quanh, xin Chúa Ngài luôn bên cạnh con. Nguyện Chúa luôn luôn tràn tuôn nơi linh năng Ngài, dùng lời Chúa soi từng bước con đi. Thánh Linh Ngài luôn giúp con yêu mọi người, sống trong Ngài vui mừng và mãi bình an. Biết đôi con nhìn nhục và sống nhân từ, yên lành chung tin cùng mệt mỏi luôn tiếp đó. Lòng con nay vâng theo Thánh Ý Chúa con thôi, vui hát mừng khi con thần Chúa. Đời sống con của và soi Chúa cho mọi người, hằng ngày quyết tâm làm sáng danh Ngài. Chúa biến đổi chúng con, Chúa ơi, Chúa biến đổi chúng con để thể hiện Chúa qua chúng con như lời bài hát chúng con tạ ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Ngài Chúa. Giờ đây chúng ta cùng nhau tiếp tục ca ngợi tình yêu của Chúa luôn đến với chúng ta, dầu cho chúng ta như thế nào và chúng ta đến với Ngài, Ngài luôn hiện diện với chúng ta, tha thứ chúng ta, ôm ấp chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi theo tình yêu của Ngài. Hàng ba cho tôi mỗi ngày.
tâm con tôi khô cạn, nhưng Chúa tha thứ tôi rồi. Tôi khô cạn nhưng Chúa tha thứ tôi rồi. Bên trong tay Ngài là bao mùa xuân tươi thắm, tràn lai láng trong tâm hồn tôi càng khô chết liền. Tình yêu Chúa bao la sâu rộng. Khi mà chúng ta ở trong những trùng móng chết, chúng ta có sợ tai họa nào không quý vị? Dĩ nhiên là không. Vì sao? Vì Chúa luôn ở cùng ta. Đời ta ngày đêm nào lẽ loi, được Chúa diêu bước trong mọi lối, kìa Chúa hàng đứng với ta ngoài, Chúa quân tu tâm thần ứng thầy, coi chân thấy cuộc sống thay đời, Chúa từ ai toàn đến muôn đời, dù bao tình thương đã xa lìa. Chúa tôi ngày đêm nào cách chia, còn đâu quanh hiu buồn lẻ đôi, còn đâu sợ hãi đêm tâm tôi, vì có bàn thiêng đinh
Giê-xu ở bên con vui mừng vì phù. Chúa hằng do mọi nỗi ưu phiền, hãy trao qua kia Chúa lo liền. Cùng Chúa ngày đêm bước chung đường, sẽ không còn mây mờ vẫn thần linh của Chúa. Chúa Thánh Linh đã hiện diện với chúng con, làm lòng chúng con nóng cháy, làm lòng chúng con hăng hái. Chúng con ơi, lại Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Giờ này xin Ngài tế trị đến phương nhóm của chúng con, từng tiết mục, từng lời nói, từng lời giảng, từng lời hát ca ngợi Chúa, để được sự vinh hiển của Chúa ở cùng chúng con, sự dạy dỗ đến tấm lòng của chúng con, để chúng con nhận lấy một cái vui mừng hớn hở để cùng nhau chia sẻ với tất cả mọi anh em của chúng con, với mọi người. Thì chúng con tạ ơn Ngài, chúng con thành tâm cầu nguyện với nhiều điều, xin nhân danh Thánh Cứu Chúa Giê-xu chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ đây anh chị em chúng ta bước vào phần cầu nguyện cho các lĩnh vực. Em xin mời Mục sư Nguyễn Mạnh Cường cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và Hội Thánh tại Hoa Kỳ. Hallelujah, Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa vì ngày mới, tạ ơn Chúa vì thần mới và sự vui mừng mới ngày đổ cho chúng con không thôi, Chúa ạ. Mỗi buổi sáng sớm, sự nhân từ thương xót, lòng thành tín còn đời đời, Chúa ạ, và luôn đổi mới trên chúng con. Sự tươi mới trong bảy thần Chúa Trời, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần kính sợ Chúa đầy ngập trên chúng con, Chúa ạ. Ô, thần cầu nguyện này xin ơn phước gợi khen, vui mừng, ân điển, đức tin, thần lẽ thật Ngài đầy dẫy trên chúng con, Chúa ạ. Và giờ đây chúng con làm lời cầu nguyện này, Chúa ạ. Lời cầu nguyện chiến lược, Chúa ạ. Ô, ra sắc cắt đa ba trong danh Chúa Jesus Christ. Ô, Chúa ơi, Chúa dâng trình đất nước Hoa Kỳ này, nơi mà chân Chúa đạp chân lên đây, Chúa ạ. Và như lời Chúa phán, phàm nơi nào bàn chân chúng con đạp đến đều thuộc về chúng con, và không ai đứng nổi trước mặt chúng con. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con sẽ rải sự kinh khủng sợ hãi trong tất thảy mọi xứ nơi chúng con đạp chân lên, y lời Ngài đã phán, Chúa ạ. Trong danh Jesus Christ, chúng con công bố tất thảy cái màn che phủ các kẻ khổng lồ ở trong đất Hoa Kỳ này đều ra khỏi họ rồi, và chúng con sẽ ăn thịt tất thảy kẻ khổng lồ trong đó. Trong danh Jesus Christ, Chúa nhìn thấy kẻ khổng lồ ở trong các giáo hội, Chúa nhìn thấy kẻ khổng lồ ở trong các hành lập pháp, hành pháp trong chính quyền Hoa Kỳ. Chúa nhìn thấy các kẻ khổng lồ ở trong thế lực ngầm, ở trong các lĩnh vực về tâm linh, về chính trị, về tôn giáo, về kinh tế, về thương mại, về truyền thông, về thể thao, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng, Chúa ạ. Ô, tất cả lĩnh vực công nghệ, tất cả lĩnh vực trong xã hội này, Chúa ô thấy nhìn thấy kẻ khổng lồ ở đây đó, cái bóng che phủ họ đã ra khỏi họ rồi, Chúa ạ, vì chúng con để đây đây. Ô, Ngài đã dành đất Hoa Kỳ cho chúng con, Chúa ạ, và tất cả linh hồn ở đây thuộc của chúng con trong danh Chúa Jesus Christ, vì chúng con mang nặng đẻ đau cho đất nước Hoa Kỳ này, Chúa ạ, trong danh Jesus
Chúa Giêsu, Chúa ơi, nếu những người cha đã bỏ, nếu tình cha con đã bỏ ra khỏi đất Hoa Kỳ này, Chúa ạ, thì chúng con là người đứng ở nơi này, Chúa nhận trách nhiệm để sinh đất Hoa Kỳ này trong tình cha con, để lòng cha trở lòng con và lòng con trở lòng cha, để Ngài không lấy sự lột xả mà đánh đất nước Hoa Kỳ này trong danh Chúa Jesus Christ và nhân danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, ta công bố sự hủy hoại trên tất thảy những gì mà chống phá tình cha con, tất thảy sự đen tối, linh tà linh mồ côi, tà linh của hóa bộ đó đã hủy diệt trong danh Chúa Giêsu. Ta công bố thần trí sự làm con đến trên tất thảy người dân Hoa Kỳ, đến trên tất thảy các lãnh đạo, các hội thánh giáo hội tại Hoa Kỳ, đến trên tất thảy các quan trưởng, quan tướng tại Hoa Kỳ, đến trên tổng thống, bộ máy tổng thống, đến trên tất thảy các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp Hoa Kỳ ở trên toàn bộ liên bang cũng như toàn bộ tất thảy các tiểu bang Hoa Kỳ này, từ tên tất cả trung ương đến địa phương, nhân danh Chúa Jesus Christ, ta công bố tình cha con của Chúa Trời, thần nhận làm con của Chúa Trời đến trên họ, và để vì cái điều đó khi lòng con trở lòng cha thì lòng con cha lòng chồng con thì sự lột xả không còn cớ để đánh đất này nữa, nhân danh Chúa Jesus Christ, và nguyện sự dạy dỗ trong giáo lý sứ đồ tình cha con, Chúa ạ, qua chúng con đây và là cậu nguyện này thấm nhuần, Chúa ạ, trong thế giới tâm linh đấy vào trong tất thảy giáo hội Hoa Kỳ, làm sự khuấy đảo trong tất thảy các hội thánh Hoa Kỳ, Chúa ạ, bởi vì cái ao Bethesda là hội thánh Bethesda, hội thánh sự thương xót Thiên Chúa đây, Chúa đi đến đâu, Chúa ạ, thì năm cái vòm cửa đó, tất cả các chức vụ về sứ đồ, tiên tri, thầy giảng, giáo sư, mục sư, tất thảy các đại diện của các châu lục Âu, Á, Phi, Mỹ, Úc, Chúa ạ, vào đó đều được cứu. Bởi lời cầu nguyện này, Chúa khuấy đảo ao Bethesda, Chúa ạ, và chúng con đưa tất cả những châu lục đó qua nước Hoa Kỳ này, Chúa ạ, vào trong cái cửa đó vào Bethesda, Chúa đưa tất thảy các chức vụ của hội thánh đó vào trong Bethesda, Chúa ạ, để làm sự tinh sạch, làm sự thanh tẩy, làm sự phấn hưng, rồi phục hưng tất cả họ lại trong danh Chúa Giêsu. Còn ai mà bị biệt lạ, bại liệt, ai mà không đi nổi, Chúa ạ, thì chúng con đây, thân thể ngài đây, Chúa ạ, chúng đi tới đó và đặt tay họ, trong thế tâm linh này, và ôm họ trong lòng của mình, Chúa ạ, và họ được chữa lành ngay lập tức. Tất thảy các bệnh về bại não, bại trí, bại lòng, bại mắt, bại tai đó đều được chữa lành trong danh Chúa Giêsu, vì chúng con là DNA của ngài, chúng con là hoàng hậu sủng ái của Chúa Trời, chúng con là người mà nắm giữ và quản lý phân phát sự mầu nhiệm vương quốc ngài, Chúa ạ. Chúng con là người mà ngài nói rằng cùng với ngài đồng trị, chúng con là người mà Chúa nói rằng là sự sáng cho thế gian này, muối cho đất, Chúa ạ. Mà không những thế, chúng con không những chỉ là cái việc mà đưa các hội thánh của Chúa, đưa phần sót lại của hội thánh của Chúa qua nghỉ phán xét của Chúa trở về ngài là chuyện nhỏ, Chúa ạ, nhưng chúng con còn là sự sáng cho dân ngoại, là sự cứu rỗi của ngài đầu cùng đất, Chúa ạ, để chúng con cùng ở dưới bàn tay của ngài để dựng cái tầng trời lập đến đất, Chúa ạ, trong lòng mỗi con người chúng con, trong lòng các sắc dân, trong lòng các chính trị gia, trong lòng các thương gia, các khoa học gia, trong lòng tất cả người đàn ông, đàn bà, già trẻ, lớn bé, trai trẻ, các đồng trinh, tất thảy người chăn và bầy của họ, tất thảy kẻ cày ruộng, đôi bò của họ, Chúa ạ, tất thảy các quan cai trị, các quan đề hình, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu, Chúa dấu yêu, chúng con cũng mang sự hủy diệt của Chúa Trời, sự phán xét thi hình án của ngài đến trên các thế hệ Babylon, đến trên tất thảy con nhỏ Babylon, hủy diệt tất thảy con nhỏ Babylon dưới trời này, mổ bụng tất cả con dâm phụ Babylon, và đập chết tất cả con nhỏ Babylon trong danh Chúa Giêsu, vì ngài nói rằng phước thay cho ai mà chà nát con nhỏ Babylon nơi hòn đá, và Chúa lôi từng con nhỏ Babylon ra, cạo hết bùng trứng và dạ con của Babylon ra, đập chết tàn tành trong danh Jesus Christ, và tất thảy các con đầu lòng của Babylon ở trong các quốc gia, ở trong các lập pháp, tư pháp, hành pháp, ở trong các cơ quan truyền thông, ở trong tất thảy các lĩnh vực về chính trị, về tôn giáo, về giáo hội, chúng đập chết hết trong danh Jesus Christ, Shakadaba, chúng truất diệt ra khỏi đấy áo của thầy tế lễ, bởi vì dân Chúa bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết, bởi vì họ ai đó bỏ sự thông biết thì ngài sẽ bỏ họ, đặng không lập họ làm thầy tế lễ cho ngài nữa, Chúa ơi. Vì vậy trong danh Jesus Christ, chúng con cất áo tế lễ, cất áo chính trị ra khỏi những con người giả đáng đó, vì đáng rùa xả kẻ đó làm việc Đức Giê-hô-va cách dối trá, đáng rùa xả nào mà giấu máu ở nơi cơ mình. Shakada và lúa, Chúa đã đến được quăng lửa xuống đất rồi, và lửa đã cháy lên thì ngài ước ao chi nữa, Chúa ạ, cháy ngọn lửa yêu mến Đức Chúa Trời, cháy ngọn lửa yêu điều công bình, ghét điều gian ác, Chúa ạ, và nguyện lửa Chúa đây thiêu đốt trong chúng con, Chúa ạ, nguyện thần công bình, thần thiêu đốt Chúa tẩy uế con gái Sion, ô tẩy uế tất thảy hội thánh, Chúa ạ, tẩy uế tất thảy các cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ, tẩy uế tất thảy các ngành lập pháp, tư pháp, hành pháp, tẩy
uế tất tẩy. Ô các chính trị gia, ô các nhà lập pháp, tẩy uế Sakadaba tất tẩy các nhà hoạt động xã hội, tẩy uế tất cả khoa học gia, tẩy uế các nhà thương gia, ô tẩy uế tất tẩy con người trên lãnh thổ Hoa Kỳ này trong danh Chúa Jesus Christ, đặc biệt tẩy uế tất thảy những người mà gọi là tin Chúa Jesus ở trên đất này. Chúa ơi, hallelujah, chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều vì lời đã qua môi miệng chúng con thì chắc chắn làm công việc mà Ngài sai khiến nó, Chúa ạ. Vì chúng con là miệng của Đức Chúa Trời hàng sống toàn năng, Chúa ạ. Và từ miệng Ngài ra lưỡi gươm để đánh các dân và cai trị họ bằng cây gậy sắt. Ô từ miệng Ngài là chúng con đây, Chúa ạ, để giảng lời để phá đổ nhổ diệt cái điều Chúa ghét, Chúa ạ, phá đổ nhổ diệt vương quốc của bóng tối ma quỷ Satan và Babylon của nó, và rộng trồng dựng tất cả vương quốc giá trị của Ngài, Chúa ạ, hệ thống của yêu thương, công bình, thánh sạch, hệ thống của lẽ thật, Chúa ạ. Ô rasakara tất thảy sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, Chúa ạ, tất thảy sự khôn ngoan thông sáng đó Chúa dựng trong lòng của từng người dân, Chúa ạ, với công nghệ làm con người mà Ngài ban chúng con đó, Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con yêu Ngài thật nhiều, Chúa ạ, chúng con công bố sự phấn hưng rồi phục hưng trên đất Hoa Kỳ này, Chúa ạ, để Hoa Kỳ ô này cái sự sáng mà Ngài đã từng làm trên đất Hoa Kỳ này, Chúa ạ, bùng cháy lên. Ô rasakara, chúng con làm bùng cháy lên cái ngọn lửa ở trên Hoa Kỳ này, Chúa ạ, đến trên tất giáo hội, đến trên tất thảy các lĩnh vực xã hội của Hoa Kỳ. Chúng con tạ ơn Cha thật nhiều, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu đất nước Hoa Kỳ, yêu tất cả mọi con người nơi đây, chúng con yêu kẻ thù của chúng con, yêu kẻ thù Hoa Kỳ, Chúa ạ, và chúng con biết họ là cơ nghiệp chúng con đời đời. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa, cảm ơn mục sư Nguyễn Mạnh Cường. Em xin mời thầy Hiến dâng lời cầu nguyện cho các hội thánh và năm chức vụ trong hội thánh. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con thật phước hạnh khi chúng con được cầu nguyện với Ngài, Chúa. Nó là một phước hạnh lớn trong đời sống của chúng con. Cầu nguyện là chuyển giao ý muốn của Chúa để chúng con thực hiện trong đời sống của mình, Chúa, và chúng con cầu nguyện để chuyển giao lời của Ngài đến với các lãnh đạo, Chúa. Chúa chuyển lời của Ngài đến với các lãnh đạo, Chúa, đặc biệt là những lãnh đạo, Chúa, thuộc linh trên chúng con, Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chuyển lời biết ơn cảm tạ Chúa trên những lãnh đạo, Chúa, nhờ họ sinh chúng con ra cái lãnh vương quốc của Ngài, và chúng con được lắng nghe lẽ thật của Ngài, Chúa, để chúng con thực hiện công việc của Chúa, Chúa. Không có những người cha của chúng con, không có những người thuộc linh, không có người lãnh đạo cho chúng con yêu mến Ngài, cầu nguyện trả giá đi trong đường lối của Ngài để bày tỏ tin mừng của vương quốc của chúng con, thì chúng con không thể nào chúng con nhận được nữa, và chúng con chỉ có bị hư mất, Chúa. Và trở đây chúng con cầu nguyện, Chúa, chúng con cũng như là những cái người cha của chúng con kế tự, Chúa, những điều Chúa dạy chỗ trong đời sống của mình, Chúa, đó là chúng con nhận trách nhiệm lên đời sống của mình để làm việc với bản thân mình trước tiên, Chúa, để lời của Chúa được đầy dẫy trong chúng con, để chúng con được khai phóng sinh ra những con người tin lành vương quốc của Ngài, Chúa, để sự cuối cùng của Chúa đến trong vinh quang, Chúa, rằng Chúa ơi, chúng con là những con người, Chúa, đã hoàn thành công việc của Chúa, dâng vinh hiển cho Ngài, Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều, Chúa, và như lời Ngài đã nói và trên người cha thuộc linh của chúng con, để chúng con phải ghét những cái điều gian ác, chúng con đập nát tất cả những cái nền tảng nào dạy dỗ không xây dựng trên tiền cha con, Chúa, tất cả những cái giáo lý học thuyết đạo giáo nào chúng con hủy phá hết, Chúa, không có một cái sự tôn thờ nào đạo giáo nào có thể xâm nhập trên tất cả các mảnh đất mà Chúa ban cho chúng con. Chúa Giêsu đã ban cho chúng con mảnh đất mà đã tạo dựng nên tổ tiên của chúng con để quản trị. Chúng con đã từng, Chúa, lầm lạc khi mà không vâng phục lời Ngài, đi chặt mục đích với của ý muốn của Chúa bằng ý riêng của mình để mất đi. Nhưng giờ đây Chúa Giêsu Christ đã đến để chuộc lại tất cả những cái mảnh đất mà thuộc về của Ngài, Chúa, giao cho đời sống của chúng con, thì chúng con có trách nhiệm quản trị cái mảnh đất mà Chúa giao phó, Chúa, và chúng con cầu nguyện, Chúa, đập nát hết tất cả những cái hội tà giáo, tôn giáo, quỷ giáo ra khỏi mảnh đất Việt Nam của chúng con, ra khỏi những cái người lãnh đạo thuộc linh, Chúa, mà trong đất nước Việt Nam của chúng con không còn một cái đạo giáo nào của những cái lãnh đạo đó nữa, Chúa ơi. Những người lãnh đạo là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên để thành lập lên, Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện để cho các hội thánh, những người lãnh đạo họ nhận ra được, Chúa, cái ý muốn của Chúa cho đời sống của mình, Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa. Chúng con yêu mến Ngài, Chúa. Chúng con đặt nền tảng nước trời của Ngài vào trong những người đặt trong đất nước Việt Nam của chúng con, Chúa. Chúng con tin rằng, Chúa, bất kể một cái con người nào, Chúa, mà chúng con nhìn thấy đó, họ chính là những cái nhà lãnh đạo tương lai, họ là những cái ngọn đèn sáng ngời trong tương lai, Chúa. Chúng con nhìn ở đâu, chúng con cũng thấy, Chúa, những hạt giống của người lãnh đạo. Chúng con nhìn ở đâu, chúng con ước mơ của chúng con, Chúa, là nhìn thấy những người lãnh đạo của Chúa được đầy dẫy khắp đất này, Chúa. Cảm ơn Chúa, ai cũng có cái giá trị của người lãnh đạo, Chúa. Cảm ơn Ngài, chúng con yêu mến Ngài, Chúa ơi.
Chúng con cầu nguyện chúc lành, chúc phước cho tất cả những anh chị em của chúng con, tất cả những người mà họ lắng nghe được dòng chảy tin lành nước trời của Ngài, sự thương xót của Ngài được bày tỏ ra. Chúa, con cầu nguyện chúc phước cho đôi tay của họ. Chúng con yêu mến Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Và giờ đây em xin mời Thầy Nam cầu nguyện cho Israel, cho Ukraine và Việt Nam. Dạ, Amen. Con xin cầu nguyện cho Israel, cho Việt Nam. Ôi cái lời Chúa đã chờ ông con, cho con cảm Ngài vì Ngài cùng với tất cả anh chị em con cha. Con cảm ơn rất nhiều vì Ngài đặt điểm con ở trong các quốc gia dân tộc cho chúng con được sinh ra trong đất nước Việt Nam cha. Để rồi sứ mạng của đất nước Việt Nam được gắn liền với đời sống của mỗi chúng con cha. Con cầu nguyện xin Ngài ở cùng con cha. Để rồi Ngài sử dụng tất cả chúng con cha để xây dựng được đất nước Việt Nam mới cha. Trong hệ thống giá trị nguyên tắc nước trời cha. Con cầu nguyện rồi Ngài sự quan sát của Ngài đến đất nước Việt Nam con cha, để rồi rửa sạch tất cả những sự gian ác cha của đảng cộng sản cha và của tất cả những cái hệ thống tôn giáo cha, để rồi ở trong đất nước Việt Nam con cha chúng con xây dựng đất nước chúng con trong sự kính sợ vâng phục Ngài cha. Con cảm Ngài rất nhiều Chúa con, con cầu nguyện cho đất nước Israel cha. Cảm Ngài rất nhiều vì đất nước Israel cha là anh cả con cha, họ là những người mà Ngài đã sử dụng. Để rồi qua đó cha chúng con học được bài học từ Ngài cha, chúng con nhận biết được tin lành nước trời cha, chúng con nhận biết được những cái kinh nghiệm mà họ đã trải qua cha, nhờ đó cha trong đời sống con cha, chúng con biết những gì mà chúng con phải đối diện cha trong đời sống của mình, trong bước đường con đi theo Ngài cha. Con cầu xin Ngài ở cùng dân tộc Israel cha. Để rồi 144.000 người Israel cha, những con người sẽ được Chúa chọn cho sử dụng cho trong những ngày cuối cùng cho họ sẽ được Chúa dạy dỗ cha, được Chúa làm cho trở thành hạt giống đầu mùa trong trong thời kỳ đại nạn đó cha. Họ sẽ học hỏi, họ sẽ nhận lấy tất cả những cái sự bày tỏ về nước trời cha, để rồi họ sẽ trở thành những người mà bày tỏ danh Chúa một cách mạnh mẽ trong những ngày đại nạn đó cha. Con cảm Ngài rất nhiều cha. Con cầu nguyện cho các quốc gia dân tộc cha. Con cầu nguyện để rồi ông Ngài cùng ở cùng với những quốc gia, nhất là quốc gia Ukraine cha. Để rồi qua đất nước Ukraine cha, Ngài sẽ sử dụng tin lành nước trời cha được rao giảng khắp đất này cha. Ô cầu nguyện cho tất cả hội thánh Ukraine cha họ nhận được sứ mạng đó cha, để rồi họ có ân điển cha vượt qua những cái khó khăn này cha, trở thành một cái nơi mà Chúa sẽ sử dụng để bày tỏ sáng, bày tỏ lẽ thật về nước trời ra khắp mọi nơi trên thế giới này cha. Con cảm Ngài rất nhiều cha. Con dâng tất cả quốc gia dân tộc lên cho Ngài cha. Con cầu nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Thầy Nam. Và giờ đây em xin mời Mục sư Phi Anh lên dâng lời cầu nguyện trong sự dâng hiến. Giờ đây sẽ tới phần dâng hiến của chúng ta. Xin mời chúng ta chuẩn bị tấm lòng của chúng ta. Chúng ta dâng hiến tất cả những gì chúng ta có cho Ngài. Chúng ta có nhớ lại trong lời Chúa có nhắc chúng ta là và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Và cái điều quan trọng nhất là cái thái độ ban cho của chúng ta như thế nào. Ta ban cho với lại lòng thành kính hay không, hay là ban cho chúng lòng yêu thương hay không, hay là chúng ta nói đây rồi còn dư như đây rồi đưa cho quý vị, rồi thí cho ông này, thí cho bà kia. Cái đó không phải là thái độ mà dâng cho Chúa. Xin cho mời chúng ta cùng nhau dâng cho Ngài bài hát tâm nguyện. Amen.
đời con đây, xin Chúa sai dùng con trong việc này. Đời con đây, xin Chúa cai trị luôn trong mọi đàng. Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con hoài tất cả mọi nơi. Được an bên trong cánh tay Ngài đưa ra. Sai dùng con trong việc này. Đời con đây, xin Chúa cai trị luôn trong mọi đàng. Con xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa. Được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng. Amen, cảm tạ Chúa. Và giờ đây em xin mời mục sư Nguyễn Mạnh Cương lên có bài giảng và lời bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Hallelujah, ngợi khen Chúa, chúc lành tất cả con dân Chúa, các anh chị em yêu quý, đặc biệt là mợ. Hallelujah, Chúa rất yêu mợ. Mợ khỏe mạnh chứ mợ? Chúa sức mạnh tất cả chúng ta. Amen, ngợi khen Chúa. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh đi. Chúng ta cùng đọc đi. Mời chị. Các đoạn Kinh Thánh được chiếu trên màn hình đó. Hebrew chương 7 từ câu 1 đến câu 9. Và Melchizedek, đó là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Abraham và chúc phước cho. Trong khi người thắng trận, các vua trở về, Abraham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình mà dâng cho vua. Theo nghĩa đen, tên vua ấy trước hết là vua sự công bình, lại là vua của Salem nữa, nghĩa là vua bình an. Người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời. Như vậy là giống con Đức Chúa Trời, Melchizedek này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Hãy nghĩ xem, chính tiên tổ là Abraham đã lấy một phần mười trong những vật rất tốt của mình chiếm được mà dâng cho vua, thì vua tôn trọng là dường nào? Những con cháu họ Lê-vi chịu chức tế lễ theo luật có phép thâu lấy một phần mười của dân, nghĩa là của anh em mình, vì chính họ cũng từ Abraham mà ra. Nhưng vua vốn không phải đồng họ, cũng lấy một phần mười của Abraham và chúc phước cho kẻ được lời hứa. Và người bực cao chúc phước cho kẻ bực thấp, ấy là điều không cãi được. Lại đằng này, những kẻ thâu lấy một phần mười đều là người hay chết. Còn đằng kia, ấy là kẻ mà có lời làm chứng cho, là người đang sống. Lại có thể nói rằng Lê-vi là kẻ thâu lấy một phần mười đó. Chính mình, người cũng bởi Abraham mà đóng một phần mười. Nehemi chương 10 câu 35 đến 38.
Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hoặc bò, đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những người thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về bội nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn một phần mười hê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thấu lấy một phần mười trong thổ sản của ruộng đất để cắt thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của A-rôn sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế một phần mười, rồi họ đem một phần mười của trong thuế một phần mười ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng, vì dân Israel và dân người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những ca người hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Nehemi chương 13 câu 12. Bấy giờ, cả Juda đều đem đến trong kho thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu. Luca chương 18 câu 12. Tôi kinh ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lời của tôi. Dân số ký chương 18 câu 26 đến 28. Ngươi cũng phải truyền cho người Lê Vi rằng khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thuế một phần mười mà ta ban về phần dân đó đặng làm cơ nghiệp của các ngươi, thì hãy lấy một phần mười của vật thuế, một phần mười mà làm của lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Lễ vật dâng dơ lên của các ngươi sẽ kể như lúa mì lấy nơi sân đạp lúa và như sự đầy rẫy của hầm rượu. Vì thế, trong những thuế một phần mười mà các ngươi lãnh nơi dân Israel, thì cũng phải lấy ra một phần mười làm lễ vật dâng lên cho Đức Giê-hô-va và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn thầy tế lễ. Hai Sử ký chương 31 câu 6. Dân Israel và Juda sống trong các thành của Juda cũng đem đến nộp một phần mười về bò và chiên, cùng với một phần mười về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Các lễ vật được xếp thành từng đống. Phục truyền lễ ký chương 14 câu 22. Mỗi năm, ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười và huê lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sanh sản. Malachi chương 3 từ câu 8 đến câu 12. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thấy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa.
Đức Giê-hô-va phán vậy: mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ma-thi-ơ chương 23 câu 23. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm tạ Chúa. Hallelujah. Ôi Chúa Giêsu ơi, tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúa cảm tạ ơn Chúa thật nhiều vì lời của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban thần cho chúng con. Ngay giờ này Chúa ạ, thần khôn sáng, thần tỏ ra của Ngài Chúa ạ. Chúa ơi, nếu chẳng bởi sự ban cho từ trời thì không ai có thể nhận được. Vì vậy, Chúa ơi, con biết rằng chính Ngài đang hành động ở nơi đây trong con và qua con, để qua lời của miệng con Chúa ạ, là miệng của Ngài đó Chúa ạ, mà Ngài dùng để dạy dỗ muôn dân, dạy dỗ các quan trưởng quan tướng, mà từ quan trưởng quan tướng này Chúa ạ, mà khi họ gọi những nước mà họ chưa hề biết, thì những nước chưa hề biết sẽ chạy cùng họ, vì Chúa làm vinh hiển họ Chúa ạ. Vinh hiển những quan trưởng quan tướng mà nghe lời và làm theo đây Chúa ạ, vì họ là mẹ của Chúa Trời. Hallelujah. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ được Chúa dạy dỗ về lẽ thật, về phần mười và các của dân. Amen. Đây là một lẽ thật mà ma quỷ đó ngại nhất, đây là một lẽ thật mà bị vấp phạm khá nhiều nhất trong thân thể của Đức Chúa Trời. Hồi xưa khi tôi đến hội thánh đấy, tôi đã kể cho em rồi, trong bài làm chứng, thì tôi nghe thấy, tôi đến đầu tiên bình thường, tôi cứ dâng bình thường thôi nhé. Sau đến khi mà học nói về phần mười các của dân, tôi sao mafia thế này, làm sao hội thánh thế này, mafia thế này, mình ở khi làm buôn bán mình đâu có nộp đến 1/10, 10% đâu, mà đây rõ ràng nộp thuế 1/10. Đã thế còn các của dân nữa, của bố thí nữa. Thế không được. Và tôi cứ lạo bạo cãi cọ với mục sư của mình thôi. Tôi cứ cãi cọ nói chuyện đu với các thứ. Rồi sau đến khi mà mình gặp được Chúa đấy, thì khác hẳn. Chúa thay đổi đời sống của mình lại. Và mình trở nên trung tín cho 1/10. Vì mình hiểu được cái câu hỏi, hỏi cái Chúa tại sao 1/10 là cái gì, và bản chất của nó, và ABC rất nhiều điều. Và lúc đó tôi, khi sau này mục sư của tôi mất về với Chúa, thì trong cái sổ nhật ký của ông ấy còn tạ ơn Chúa vì là tôi nữa, bởi vì ông ấy nghĩ rằng tôi là một cái kẻ mà phá phách, vì đến toàn hỏi ông câu khó hiểu ấy, họ vặn, họ xoay, họ xoáy thôi. Và ông cảm thấy rất là bất an, cảm thấy rất là khó chịu, khó sở. Và ông nghĩ rằng là chắc là tôi là cái kẻ mà không có cơ hội hay không có hy vọng gì cả, đến đây không làm gì cả. Nhưng khi tôi nghe tiếng Chúa thay đổi đấy, thì trong cái sổ nhật ký của ông ấy, ông hallelujah, hôm nay Cường đã thay đổi. Từ từ ông viết ở đống đấy, ông viết là ôi mình đọc mình thấy wow, tạ ơn Chúa. Thì đây phần 10 là điều đó. Ở trong hội thánh chúng ta, hội thánh sự thương xót Thiên Chúa, đi nơi của Chúa Trời, dòng chảy mới cuối cùng của Chúa Trời, hoàng hậu sủng ái của Chúa Trời, nên chúng ta phải nghe tất cả mọi lẽ thật. Amen. Không chỉ một, hai hay chọn lựa lẽ thật là chúng ta thích đâu, mà chúng ta phải nghe mọi lẽ thật. Mọi lẽ thật. Vì thần Đức Chúa Trời là thần lẽ thật mà, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Cái điều tai vạ của nhiều hội thánh, họ không bao giờ lớn được, bởi vì họ không chịu nghe lẽ thật. Họ chỉ nghe một, hai lẽ thật, họ chọn lựa cái lẽ thật nào mà sướng cho thân xác họ, sướng cho cái gì mà họ nhìn thấy bằng mắt thường đấy, thì họ đồng ý, họ chấp nhận, họ tuyên xưng, họ cầu nguyện, họ sống theo. Nhưng cái lẽ thật khác mà để cho trưởng thành, lẽ thật khác để mà thay đổi đời sống họ, khiến cho bề ngoài có vẻ họ đau đớn, bắt họ phải động não, bắt họ phải nhìn một cách chiến lược, nhìn sâu, nhìn rộng hơn loài người, thì họ không muốn. Và đấy là tai vạ, vì thế hội thánh không lớn được. Và chính vì thế mà hội thánh giữ Chúa Giêsu ở trên trời lại. Như Chúa Giêsu nói đấy, trời phải cất Chúa Giêsu về cho kỳ muôn vật đổi mới. Mà muôn vật đổi mới khi mà hội thánh của Chúa ấy trở lên là gì ạ? Sự sáng của thế gian thực sự, để mà cứu tất cả muôn vật đang bị bắt làm phu tù trong tội lỗi. Amen. Trong hội thánh chúng ta, Chúa đã dạy 5 cái điều mà chúng ta cần biết, 5 cái điều tin lành của tin lành trong Ephesos nói đấy. Đó là Chúa cầu nguyện chúng ta, Chúa mong muốn chúng ta ấy, để Đức Chúa Cha ban chúng ta thần trí sự khôn sáng tỏ ra, để thứ nhất là nhận biết Ngài. Amen. Thứ hai, nhận biết bản thân mình, tức là cái bản thiết kế tiền định của mình đấy. Thứ ba là nhận biết cái quyền lực tối thượng để có thể làm được. Thứ ba là đoạt, tìm được cơ nghiệp vinh hiển của mình. Thứ tư là quyền lực tối thượng để đoạt cơ nghiệp đó. Và thứ năm đó là cái cách để dùng cái quyền lực tối thượng đó để khuất phục cơ nghiệp đó dưới chân của Chúa Trời. Amen. Để nhìn thấy cơ nghiệp là một chuyện, nhưng mà
chỉ đạo và lãnh đạo cơ nghiệp đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Amen. Đây chính là cái điều mà trong bản thiết kế tuyệt định mà Chúa dựng như loài người để giống Chúa cai trị muôn vật. Amen. Và để làm điều đó, Đức Chúa Trời đã ban chúng ta 7 thần của Ngài rồi. Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật dẫn chúng ta trong mọi lẽ thật. Và thần khôn sáng của Chúa đấy cũng dạy dỗ chúng ta. Thần mưu luận của Chúa ấy cũng mách bảo chúng ta, dạy dỗ chúng ta, chỉ bảo chúng ta điều gì đó. Đọc tri thức ở đâu, nhận ở đâu. Và lời Chúa có nói đó là các ngươi sẽ nhận biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi. Amen. Chỉ khi nào nhận biết lẽ thật thôi thì lẽ thật mới giải phóng con người được. Còn lẽ thật ấy, thì không phụ thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta hay tin hay không tin. Thế lẽ thật vẫn là lẽ thật. Lẽ thật không hề thay đổi. Nhưng mà chúng ta tiếp nhận lẽ thật đấy thì chúng ta được tự do trong cái điều mà không biết lẽ thật. Mà thí dụ như chúng ta không biết về phần 10 của dâng, không biết về tài chính đấy, không biết lẽ thật về điều này thì chúng ta sẽ còn nô lệ của Ma-môn. Ma-môn là một trong cái đẳng cấp quỷ khá lớn, khá mạnh trong 1/3 thiên sứ. Mà khi nó nhìn thấy cái thiên sứ đầu tiên là Lucifer đấy, nói trong lòng nó rằng ta tự nhắc ngôi ta lên cao bằng ngôi Chúa Trời. Thì 1/3 thiên sứ cũng nhìn điều đó và cũng hay đấy, bác trước. Và lập tức là nó cùng với 1/3 thiên sứ bị quẳng xuống tầng trời dưới và chuẩn bị hình phạt đời đời. Amen. Thì Ma-môn là một loại quỷ trong đó. Và loại quỷ này nó có sức mạnh ghê gớm, anh chị em ạ. Sức mạnh mềm ghê gớm, đó lòng tham tiền. Chúa cũng nói rằng lòng tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ là theo đuổi mà bội lời Chúa Trời và chuốc lấy mọi điều đau đớn. Amen. Ma-môn ấy, nó có quyền lực gì mà Chúa Giê-xu phải nói rằng ngươi không thể làm tôi hai chủ, vì người ta sẽ tôn trọng chủ này mà ghét chủ kia. Amen. Vì thế mà các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời mà làm tôi Ma-môn được. Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta chỉ làm dưới Đức Chúa Trời một bậc thôi. Và trên tất thảy các thần khác, trên tất thảy thiên sứ, trên tất thảy các loại thánh thần. Amen. Để quản trị các thánh thần cùng với Ngài, chứ không phải ở dưới đâu. Đó, ý muốn của Đức Chúa Trời chúng ta trong Chúa Giê-xu là như vậy. Nên Ngài muốn dạy chúng ta phải trên cả toàn tuyệt đối trên Ma-môn. Ma-môn là lòng tham tiền. Ma-môn không phải tiền. Tiền là sự tốt lành. Amen. Nhưng lòng tham tiền mới đổ gian ác. Chúng ta cần nhiều tiền là cần nhiều cái thằng lính đấy. Mỗi một đồng xu, một đồng cốp, một đồng sen là một thằng lính. Nhiệm vụ của nó phải làm cái công việc mà mình sai khiến cái thằng lính đó. Thằng thì ngồi góc này, thằng thì bảo vệ, thằng thì đi mua đồ ăn, thằng thì trong nhà, thằng thì là sinh sản. Amen. Tức là mình điều khiển những thằng đấy. Thì mình tập cái chuyện đó. Vậy phần 10 là cái gì vậy? Phần 10 là cái gì vậy anh chị em? Trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đầu đọc đấy, phần 10 rất dễ dàng. Phần 10 là 10% tất thể cái lợi tức gì chúng ta nhận được, đúng không? 10% những lợi tức chúng ta làm được đấy. Như là chúng đọc Kinh Thánh ai? Chính Melchizedek đấy đã đến, đúng không? Khi Abraham đã chiến thắng. Và Abraham ấy, lúc đấy Abraham nhá, là ông tổ đức tin chúng ta đấy. Ông Abraham đã lấy 1/10 của mọi của cải mình mà dâng cho Đức Chúa Trời, dâng cho Melchizedek là vua thầy tế lễ đấy. Tức là Chúa Giê-xu đấy, cũng như là thầy tế lễ bây giờ. Tức là nói nôm na là vua dâng vào cho thầy tế lễ trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong nhà của Ngài. Và ngày xưa thì anh chị biết không, ngày xưa thì tôi cứ tưởng rằng và tôi cũng bị đạo lý giả dối nói rằng là ôi, thầy cựu ước qua rồi, thầy luật pháp qua rồi, bây giờ chúng ta sống dưới ân điển nên không phải 1/10 nữa. Đấy sự dối trá tuyệt đối. Cái luật pháp họ đang nói 613 điều khoản của luật pháp Môi-se, Chúa Giê-xu đến không phá một điều nào hết. Vì Chúa nói một trời đất qua đi nhưng một chấm một nét trong luật pháp không hề qua. Amen. Mà Chúa Giê-xu chỉ làm một cách trọn vẹn hơn. Có nghĩa là 613 điều khoản mà cần phải nói, cần phải làm đấy, chúng ta cần phải làm, nhưng làm một cách trọn vẹn hơn. Khi mà dâng các của lễ là người ta phải dâng con lợn, dâng con dê, dâng con bò, dâng con trai con gái, dâng ABC đấy, thì Chúa muốn chúng ta dâng nhiều hơn, đó dâng đời sống của mình. Thấy đòi hỏi cao hơn không? Amen. Tức làm cách chọn lành hơn. Và cái của lễ đấy mà chúng ta dâng không được ấy, thì bằng của lễ là chính Chúa Giê-xu đã chuộc cho chúng ta rồi. Và chúng ta tin và dùng của lễ đấy để dâng cho Chúa. Và vì thế chúng ta phải có mối quan hệ khăng khít với cái của lễ mà chúng ta dâng đó là Chúa Giê-xu. Amen. Mà Ngài đã cho chúng ta. Anh thử ra là phần 10 nó không phải là cái điều mà luật pháp Môi-se nói. Vì nó trước cả luật pháp Môi-se, đúng không ạ? Vì chúng ta đọc Kinh Thánh đấy, cái phần đấy là ở đâu ta? Abraham. Abraham là ông tổ đức tin. Abraham đã được Chúa cảm động để mà nộp 1/10 cho Melchizedek.
đúng không ạ? Trước khi có Lê-vi, trước khi có A-rôn, Môi-se và các thầy tế lễ sau này, trước khi có luật pháp về 1/10 thì đã có chuyện đó rồi. Để chúng ta hiểu đây là luật pháp của Chúa Trời. Tức là 10/10 là lợi tức, là 10% tất cả lợi tức. Còn các của dâng là gì? Các của dâng là những cái gì mà hơn 1/10 đó, thế thôi. Thì chúng ta phải tự xác định 1, 2, 3 hoặc là 90% còn lại là của dâng. Còn 10% kia là của, mà Kinh Thánh nói là của nộp, của thuế. Amen, anh chị em, của nộp, của thuế đấy. Và dâng vào đâu? Chúng ta học mà trong Kinh Thánh nói là dâng vào nhà của Ngài, trong sách Malachi. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần này này. Chúng ta biết ở trong hội thánh chúng ta, Chúa muốn dạy chúng ta là chúng ta có thể biến bất kỳ một nan đề nào trong xã hội trở thành một phong trào để giải phóng xã hội không? Chúng ta học điều đó rồi đúng không? Giờ xã hội này đang chết vì một nan đề điều đó. Bia rượu, thuốc lá, đồng tính, nghiện tôn giáo, nghiện ma túy, nghiện đủ các thứ gì gì đấy. Chúng ta chỉ cần nắm một cái nan đề thôi. Nếu chúng ta biết đấy, nếu mà Chúa gọi chúng ta, Chúa muốn chúng ta thực hiện đấy, thì chỉ cần chúng ta có thể biến một nan đề đó trở thành một phong trào giải phóng cho xã hội đó, để giải phóng khỏi nan đề đó. Amen. Bằng cách nào? Có 5 điều đúng không? Thứ nhất là bản thân mình là một trụ cột, là cái nguồn tài nguyên lớn nhất. Thứ hai là chúng ta nhìn thấy cái nan đề nó cấp bách, nan đề nó cần phải giải quyết thế nào. Thứ ba là giải pháp hay cái chương trình giải pháp cái nan đề đó một cách rất rất là độc đáo, tiến bộ mà không hề lặp lại ai đó, mà không chưa từng có. Thứ tư là đào nó có một đội ngũ, những người đồng chướng để dâng mình thực hiện nan đề đó. Và thứ năm là gì ạ? Là chương trình trả thưởng để tài trợ cho những người làm công việc đó. Amen. Và đây là nguyên tắc của Chúa Trời. Khi Ngài thấy cái nan đề, Chúa dạy chúng ta thấy nan đề trong thế giới, thế gian là nan đề tội lỗi. Loài người không thể xử lý được tội lỗi. Các đạo tôn giáo không thể xử lý tội lỗi. Các đạo tôn giáo ấy chỉ muốn tìm cách hoàn thiện con người cũ, nhưng không thể làm nổi. Đó, cái đấy là con người tuyệt đối không thể làm được. Đạo tôn giáo lại càng ngày càng làm xa Chúa hơn, vì là lừa con người, tưởng con người thế là đã trả lời, đã thỏa mãn rồi. Nhưng ngược lại, nó làm con người mù quáng. Vì vậy mà có cách mạng xảy ra là Chúa Giêsu đến ấy. Chúa Giêsu bản thân Ngài là Chúa Trời. Amen, bình đẳng với Chúa Trời. Thứ hai nữa, Ngài nhìn thấy nan đề, Chúa chỉ cho nan đề tội lỗi. Tội lỗi đang cấp bách với thế gian mà. Tiền công tội lỗi là sự chết mà. Thứ ba là Ngài có cái giải pháp mà có 102 mà không ai có được. Đó, đến chết thay cho tội lỗi đó. Không có đạo giáo, tôn giáo nào mà đến chết thay cả để cứu những người tin vào đó cả. Chỉ có cách thức của Chúa là tuyệt vời, đó là đến để chết thay. Tức là cái chương trình giải pháp của Chúa là độc đáo vô nhị, độc nhất vô nhị. Thứ tư là Ngài đào tạo ra những đội ngũ vâng lời Ngài, 12 sứ đồ đấy, tới 70 sứ đồ và tiếp theo đến ngày nay hàng tỷ người là vâng lời Chúa để làm công việc của Ngài. Và thứ năm là Ngài có cái chương trình trả thưởng để những người theo Chúa thì nhận phước ở đời này, đúng không? Tức là Chúa ban sự sống và sự sống dư dật. Rồi đứng kèm theo Ngài, bởi Ngài mà theo đấy thì là mất ở đời này cái điều gì đấy thì được 100 lần hơn, được sự sống đời đời và sự bắt bớ. Tức là Chúa có chương trình trả thưởng cho những người hành động như đó thì mới làm việc được. Đấy là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Vì thế cái phần 10 của dâng ấy, nó là một trong 5 cái điều mà Đức Chúa Trời đang nói ở đây, là nó nằm trong cái kế hoạch trả thưởng của Đức Chúa Trời, cái tài trợ của Chúa Trời cho cái đội ngũ làm việc của Ngài. Amen. Đây là công việc Chúa Trời. Chính thế tại sao chúng ta đọc Kinh Thánh ấy, chúng ta thấy ở sách Nehemi này có những lúc Nehemi mà xây dựng lại đền thờ của Chúa đấy, thì sao ạ? Thấy các thầy Lê-vi chạy hết. Tại sao chạy hết? Bởi vì những cái kẻ ở trong đền thờ Đức Chúa Trời đấy không nộp 1/10 và không phân phát 1/10 cho người Lê-vi. Bây giờ họ chạy hết đồng ruộng, họ đi làm ăn rồi. Bởi vì họ ở trong đây họ chết đói mất. Tức là không có chương trình trả thưởng, không chương trình mà bảo vệ cho họ để họ làm công việc thánh, làm công việc mà người khác không làm được, chỉ ở trong đền thờ thôi. Công việc mà vắt ra lời Chúa, công việc mà xay cối đấy, ra lời Chúa Trời để ban cho dân sự của Chúa. Thế là lúc Lê-mi phải ra lệnh để quay trở lại, cắt cử trở lại và trở lại. Tức là cái chuyện này Chúa nói là cần cái chế độ trả thưởng đấy để giúp, để mà phục vụ công việc của Ngài. Không phải phục vụ cho cái người Lê-vi đâu, anh chị em ạ. Mà người Lê-vi đây là công cụ của Ngài. Vì Chúa nói là chớ khớp miệng con bò đang đập lúa. Amen. Con bò đang đập lúa, nó đang mang lại hòa lợi cho mình ấy, thì mình phải cho con bò ăn chứ. Chúng ta đây xem này, chúng ta thậm chí là những con dê, con lợn, nó có đạp lúa gì không ạ? Chúng ta vẫn cứ phải cho nó ăn.
vì nó làm cái việc gì đó mà chúng ta đang cần, đúng không ạ? Nên phải nuôi nó. Và Kinh Thánh lời Chúa nói rằng người giao giảng tin lành thì có quyền nuôi mình bằng tin lành. Anh em nhìn xem, những cái kẻ khác ở trong thế gian đấy, nó không xứng đáng, thế mà nó vẫn lấy cái tiền đấy của anh em. Huống chi chúng tôi, những người giao giảng cho anh chị em những lời sự sống và sống dư dật, những lời chân lý để anh chị em có thể đứng đầu ở trong lĩnh vực ở đời sống này, mà không như thế ở đời này mà còn đời sau nữa, đời đời nữa, thì chúng tôi, những cái người giao giảng tin lành, họ lại có quyền để nhận cái đấy là thế nào nữa. Amen. Bây chúng ta nhìn xem các chính phủ đấy, chính phủ lấy thuế thì nhỉ, thuế thì gọi thuế đi, thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu ở Hoa Kỳ ạ? 20 hay 30% ạ, hay 35%, bao nhiêu ạ? 8.25% 20%, vâng ạ. Thế cái gì họ cũng đều lấy thuế trong đó. Có quốc gia như Đức chẳng hạn ấy, họ đã từng trải nghiệm cái cuộc phấn hưng và phục hưng nào đó, cái thời tin lành kháng cách. Nên các quốc gia đấy đấy, họ, những người nào mà xưng coi mình là tin lành kháng cách ấy, thì lập tức là biết sao, họ nộp đơn, họ nhận tiền ấy, thì tự động đấy là chính phủ cắt ngay 10% vào giáo hội, để họ không ăn cắp gì của ngày cả, và họ đồng tí. Quốc gia chính phủ làm việc đó nữa mà, để chúng ta nhìn thấy. Có lẽ vì cái lẽ thật về phần 10 của dân này, lẽ thật đấy mà bị ma quỷ nó vặn vẹo, vì nó biết con người có lòng tham tiền mà, khi động tiền là bắt đầu chống đối, bắt đầu phản kháng, bắt đầu nổi loạn. Nhưng Chúa muốn ấy, lẽ thật đến để giải phóng chúng ta. Amen. Vì thứ nhất chúng ta nói rồi, nó là nằm trong cái chương trình của Ngài, theo trả thưởng cho những người hầu việc Ngài. Amen. Cho người hầu việc trong chương trình của Ngài. Bây giờ chúng ta xem nhé, mục đích của phần 10 là cái gì vậy? Chúng ta nhìn thấy trong sách, xin anh chúng chiếu cho cái đoạn Malachi đoạn 3 đấy, từ câu 8 đến câu 10 đó. Chúa nói rằng là từ ngày đó giờ các ngươi ăn cắp, ăn trộm của ta. Hờ, cái gì? Chúng ta ăn trộm Chúa đúng không? Hờ, cho các ngươi ăn trộm. Chúa nói các ngươi cả nước, thấy cả nước đều ăn trộm ta. Ăn trộm ta, ăn trộm chỗ nào? Ăn trộm ở các phần 10 và các của dân. Chúa nói đấy, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Họ cãi thôi. Nhưng Chúa chỉ bảo các người ăn trộm. Ta dạy cho các người, ta chỉ các người tại sao người ăn trộm. Vì phần 10, các người đã tính chưa? Con không biết, con dâng Chúa rất nhiều. Từ từ, phần 10 còn bao nhiêu? Con không biết. Thế thôi, ăn trộm rồi. Vì người không biết mà, người phải chứng minh được. Như ngày xưa chẳng hạn nhé, thì tôi đến hội thánh của Chúa nhé, khi mà tôi cãi cọ phần 10 này, bởi vì lúc tôi dâng mà tôi cảm tưởng như nhiều hơn cả phần 10 cơ. Bởi vì tôi chúc phước cho, nói đúng là cho công mục sư mình vay, nhưng sau đó không đòi lại được nữa, thôi thì chúc phước vậy. Mà mình thấy nếu ước chừng ấy, nó hơn cả 10% đó. Thế nhưng mà lúc đó, thì lúc đó mình lại bảo cho nó nhiều, nhưng mà con dâng hơn cả 10% thôi, Chúa biết rồi, con cảm tưởng như thế. Nhưng mà không, con ăn cắp phần 10 của ta. Thế thì nó phần 10 là bao nhiêu? Phần 10 con không biết. Thế đấy, con ăn cắp đấy, con phải chứng minh được cơ. Thế lúc đó Chúa mới dạy tôi về phần 10, bắt đầu về phải tính toán lại, lập ngân sách ABC thế nào để cho đúng. Và từ khi mà hiểu về chuyện đó rồi, và tôi thấy con ăn cắp Chúa rất nhiều, và lúc đó tôi mới làm một quyết định, đó là bây giờ con bị rủa xả vì cái chuyện cớ đó, vì con rủa xả nó có bị mất tiền, thì ốm đau, rồi lúc thì vợ ốm, lúc thì đu các thứ tai vạ thôi, mà mỗi sự ốm đau làm con bất an, nó không vui mừng đâu. Vì bây giờ tôi mà ốm chẳng, tôi hoàn toàn vui mừng anh chị em ạ. Ai đó họ phát ra phiền, tại sao thế, tôi chẳng có gì, tôi chẳng lo lắng, tôi ho hay là tôi ốm hay sốt thỉnh thoảng đấy, không có gì cả, hoàn toàn vui mừng, chẳng có một, không có mảy may một tí gì bất an và lo lắng hay ngại ngần gì cả, tuyệt đối không hề có. Nhưng ngày xưa đấy, mà đau ốm là mình thấy khổ thế, ôi thế nọ, mình cảm thấy bất an, thấy bất tiện. Đó, tức là mất đi nước trời, thì nước trời bởi sự bình an, công bình, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh mà. Amen. Kẻ cắn nuốt đấy, nó nuốt đi rồi. Nhưng mà khi mà mình theo lời Chúa thì không còn thấy nữa. Và lúc đó tôi mới thấy, tôi quyết định làm một cuộc dâng hiến vĩ đại. Bắt đầu mình bán hết tất cả cái gì mình có đi. Xe cộ hay là cara đi. Đó, sau đó là để phí các khoản là mình cần về trả đấy cho vợ đấy, sau đó là tất cả dâng hết về cái nơi mà Chúa chỉ định, xong để tay gần như túi tay trắng anh chị em ạ. Wow, làm một quả coi như là radical luôn, tức là cực đoan luôn, dâng cho Chúa. Bây giờ con đi cùng với Chúa đây, hồi chưa giờ mình không có đồng xu nào trong túi cả, mà bây giờ tiền nhà, tiền nợ, tiền kia các thứ thế này mà hồi hộp phải đi, nhưng mà tin vào Chúa. Tại vì tại sao thế? Chúa, mình đọc Kinh Thánh, Chúa nói trước hết tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, những sự còn lại Ngài ban cho thêm mà.
con chìm nên nó có hay đâu, thế mà cha trên trời vẫn nghe. Ồ, thế thì mình làm đi, có gì đâu. Và mình làm, và quả thật từ cái hồi đấy trở đi ấy, tôi không bao giờ bị thiếu thốn về tài chính anh chị em ạ. Tức là cái điều tôi cần ấy, không phải điều tôi muốn mà điều tôi cần, không bao giờ bị thiếu nữa. Tại Chúa biết cái lúc là mình cần, còn lúc mình chưa có thì lúc đó Chúa nói chưa cần. Sau đó mình mới hiểu, à tại sao mình chưa cần, vì tại điều này, à hóa ra lúc thực sự mình chưa cần. Thế rồi, và khi mà lúc đó thì có sự thông sáng nữa để xảy ra trên đầu óc mình. Mình nhìn thấy mọi sự ở chỗ nào nữa. Đấy, điều kỳ diệu, để tôi mới nói về mục đích phần 10 này. Thứ nhất, người ta xin thêm trang nữa đi anh ạ. Lật thêm trang nữa. Đây này, các ngươi hãy đem hết thảy một phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực cho nhà ta. Cái mạng lệnh của Chúa đấy, đem nộp hết thảy phần 10 vào kho. Ít nhất phần 10 nhé, Chúa lấy của dân. Tất cả phần 10, Chúa đem lên. Hết thảy, tất cả phần 10, cả thời gian, cả tiền bạc, cả của cải, mình phải đếm 10% dâng vào trong nhà của Chúa. Kho Chúa là cái gì vậy? Kho Chúa là cái nhà có lương thực của Chúa. Kho Chúa là cái nơi mà chúng ta nhận thêm thuộc linh. Amen. Là cái nơi mà chúng ta tăng trưởng lớn mạnh trong đó, là cái nơi chúng ta là con của cái nhà đó. Amen. Được sinh ra ở trong Tin Lành, ở nơi đó, vương quốc đó. Thứ nhất là để nhà Chúa luôn có lương thực. Bởi vì là chúng ta biết rồi, cái phần lương thực đấy, đó là để một trong cái năm cái điều mà để biến nan đề của xã hội trở thành phong trào giải phóng cái xã hội đó. Thì cái lương thực đó để nuôi quân, nuôi người đó. Amen. Nuôi cái người mà sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cái đường lối chiến lược thế nào để chúng ta có thể thắng được, cho chúng ta khôn ngoan. Và sự khôn, cái những người trong nhà Chúa đấy, mà khi nuôi họ đấy bằng nhà có lương thực đấy, thì họ sẽ cho chúng ta ăn lương thực để lương thực này lớn về phần thần linh, linh hồn. Amen. Và chúng ta trưởng thành, chúng ta có sự khôn ngoan để quản lý đất nước, quản lý dân tộc. Amen. Quản lý các châu lục, quản lý các thiên thần sau này nữa. Chúng ta phải có sự khôn ngoan đấy, vì Chúa dùng khôn ngoan. Thì khôn ngoan nó hơn tất cả mà. Sự khôn ngoan trong tay phải nó có sự giàu có vinh hiển, trong tay trái nó có sự từng trường thọ, đúng không? Tất cả các nẻo của nó bình an, tất cả nó khoái lạc hết. Nó là tất cả mà. Sự khôn ngoan nó làm hết tất cả, và Chúa dựng thế gian bằng sự khôn ngoan của Ngài. Nên để trong nhà Chúa có cái đấy, để mà có người họ đạp lúa ở trong nhà Chúa Trời, họ xay cối trong nhà Chúa Trời để ra những lời khôn ngoan, để dạy anh chị em, để cách anh chị em làm việc với linh hồn quý báu của mình. Amen. Mà cái linh hồn đấy, Chúa Giêsu phải đến thế gian để chết thay linh hồn đó. Cái linh hồn ấy quý đến nỗi mà Chúa nói rằng cả thế gian này có được, nhưng mất linh hồn thì không thể chuộc được. Đó, thì cái lời mà từ lương thực mà xay ra đấy để giúp anh chị em làm việc linh hồn. Mà chúng ta lại ở trong hội thánh này của Đức Chúa Trời, chúng ta còn biết vẽ ra linh hồn của mình cơ. Chúng ta biết đi dai lại linh hồn của mình cơ. Amen. Chứ không phải là cầu nguyện không cưa, tin Chúa đi rồi linh hồn được cứu. Từ ok, linh hồn gồm cái gì? Vẽ ra thế nào? Cơn đau nó đến ra sao? Nó thể hiện thế nào? Làm giàu linh hồn ra sao? Làm mạnh linh hồn ra sao? Chứ không phải đơn giản cứ cầu nguyện đi thì linh hồn được cứu. Đấy là một cái lời rất là hời hợt. Và cái bitch của thế gian, của hội thánh đó là hời hợt. Amen. Thứ nhất là có nhà Chúa luôn có lương thực. Đấy là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là thử Chúa trong việc trung tín của Ngài. Chúa nói đây, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Wow, ai dám thử Chúa Trời? Trong Kinh Thánh nói cấm thử Chúa. Thế mà ở trong phần 10 đấy, Chúa cho một cái ân điển, cho một cái cơ hội để thử Chúa xem lòng thành tín của Chúa có phải không. Amen. Thành thử Chúa đây, để xem thử cái điều gì. Thứ ba, đó thử xem nhé, Ngài có mở các cửa sổ trên trời xuống cho các ngươi. Thứ hạ ba đấy là mở các cửa sổ trên trời. Mở cửa sổ trên trời là gì vậy? Đó như khải tượng từ trời, đó sự thông biết từ trời, đó hệ thống giá trị từ trời. Amen. Là cái nơi mà chúng ta kêu gọi đấy, là đừng có mơ ước cái sự dưới đất, mà hãy mơ ước cái sự cao sang ở trên trời, là nơi mà Đấng Christ đang ngự. Amen. Đừng làm theo đời này, giờ chúng ta phải biết từ trời, vì nơi đó chúng ta sinh ra, nơi đó chúng ta sẽ về, và từ nơi đó chúng ta sẽ cai trị các tầng trời và các nền đất sau này nữa. Amen. Đó là quê hương của chúng ta đời đời. Nên là Chúa nói là khi mà chúng ta làm được thì cái điều chúng ta mở cái tầng trời. Tức là những sự bày tỏ mà trước đây chúng ta chưa biết, những sự rõ ràng khi chúng ta cửa trời mở trên đầu mình ấy, là thiên đàng mở trên đầu mình đó. Đó những hệ thống giá trị, đó những sự sáng tỏ, những sự bình an, sự vui thỏa, tình yêu thương, những giá trị của Chúa được mở trên đầu của mình. Amen. Tiếp theo, tất nhiên mà trong sự khôn ngoan nữa thì cửa sổ ấy, thì chúng ta nhiều lúc chúng ta hỏi, nhiều lúc người ta bảo ơ anh chị làm thế này có trời mới biết được đấy, có trời mới làm được đấy, thôi thì chúng mở cửa sổ trên trời mà, thế là mình lên xuống trên trời thoải mái, trời biết được ở đâu, trời biết được, lên trời mà lấy.
trời làm được, ok, lên trời và lấy sức mạnh để mà làm. Amen. Như vậy chúng ta, khi mà chúng ta làm điều đó thì có điều, mục đích đó là thông một cửa sổ từ trời với đất này để làm hòa trời với người. Amen. Có một cái đường, có một cái kênh, cái đường đấy là từ trời, đất được mở ra, được thông ra, và chúng ta có thể đi lên đi xuống và lấy thiếu được gì, lấy xuống vậy thôi. Amen. Và vì thế mà chúng ta mới hiểu được thế nào là tin lành, thế nào là vương quốc của Chúa Trời. Chứ không như người nói vương quốc của Chúa Trời mà chẳng hiểu vương quốc của Chúa Trời là cái gì cả. Họ đã tưởng nhầm hội thánh là vương quốc của Chúa Trời cơ. Lại còn nhầm lẫn tai hại như thế nữa cơ. Thứ tư là Chúa nói là Chúa đổ phước đến nỗi không có chỗ chứa. Tuyệt vời không? Khi làm đấy, vì sự thông sáng từ trời mở ra thì mình sẽ biết trên trời có điều gì, và mình sẽ biết là dưới đất này, ở lòng của mình đấy, mình phải làm việc để mình làm cái chỗ chứa, làm cái kho để chứa. Vì nhiều điều ấy, khi Chúa nói là đổ phước đến nỗi không có chỗ chứa, tức là Chúa đang nói mình phải tìm cái chỗ chứa trong lòng của mình. Amen. Trả giá để làm việc cái chỗ chứa đấy, để tạo ra cái kho, cái sân bãi, để mà chỗ nơi ơn phước trên trời đổ xuống. Amen. Mà sự đổ xuống của Chúa đây là đổ xuống đến nỗi không chỗ chứa cơ. Tức là con cứ tìm đi, chậu, lọ, thùng, phi, đủ các thứ con bê đi, để đổ dầu xuống, đổ hết ra đi, tất cả điều gì đi, nào, nuôi hết ra đi, làm hết ra đi, có chưa? Chúa chuẩn bị hết ra, xong Chúa đổ xuống, xong không có chỗ chứa nữa. Tức là mình tìm hết, không còn cái gì để chứa nữa rồi. Mà phước trời cứ đổ xuống thôi. Tương tự như là cái phép lạ mà tiên tri Eli đã làm đấy, là làm dầu đấy, với người đàn bà quá đấy. Cứ thế mà dầu cứ thế đổ rồi. Cho nên người đàn bà quá phải đi mượn hàng xóm tất cả các dầu, mượn bình đấy, rồi đầy hết. Thế sau đó không còn chỗ bình nữa, thế là mới hết. Thì cũng vậy thôi, chúng ta làm việc đó thì cái lời hứa của Chúa Trời là Chúa đổ phước đến nơi không chỗ chứa. Mà phước hạnh của Chúa Trời là phước hạnh trong tất cả các lĩnh vực, anh chị em ạ. Phước hạnh không chỉ lĩnh vực tâm linh đâu, hay linh hồn đâu, mà phước hạnh cả về thân thể nữa, anh chị em. Về tất cả các lĩnh vực, vì mọi ân phước của Đức Chúa Trời mà thiêng liêng của Ngài đổ hết xuống. Vì Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời của tự nhiên siêu nhiên, Đức Chúa Trời của các thần và Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt, Đức Chúa Trời của cả cái thế giới vật chất, thế giới nhìn thấy và vụ không nhìn thấy. Amen. Chứ đừng có tưởng là Chúa chỉ có quan tâm đến việc vô hình đâu, mà không quan tâm đến việc thể xác đâu. Nhầm to. Chúa là Chúa của cái tầng trời là đất, và đất và muôn vật thế gian của Ngài mà. Ngài cần hết, tất cả của Ngài hết. Nhưng mà có cái trật tự là Đức Chúa Trời để cái giá trị vô hình ấy, nó cao hơn cái giá trị mà nhìn thấy. Giá trị nhìn thấy nó chỉ là một cái phần chiếu của giá trị vô hình mà thôi. Giá trị vô hình ấy nó có thể quy chiếu ra 1 tỷ cái giá trị nhìn thấy. Mà giá trị nhìn thấy thì nó đầy tỷ tỷ luôn. Thứ tiếp là thứ gì? Thứ năm là Chúa vì chúng ta mà vâng lời đấy. Thì Chúa ngăn cấm kẻ cắn nuốt để nó không thể phá hoại bông trái của miền đất hứa của mình được. Wow. Tức là những cái việc gì chúng ta làm đấy, mà chúng ta xác định miền đất hứa của mình đấy, xong không có kẻ cắn nuốt trong đó nữa. Chúng ta sẽ vẫn chiến đấu đấy, nhưng mà có sự trợ giúp Chúa Trời để Ngài ngăn cấm kẻ cắn nuốt, và bông trái của mình nó vẫn ra. Thứ nhất, bông trái của đất chúng ta là gì? Là lòng của mình. Amen. Lòng của mình, những cái múi của bông trái Thánh Linh, đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó, không có kẻ nào nó cắn, nó nuốt, nó phá được cái múi đó của chúng ta. Mặc dù nó muốn giết chúng ta, nó muốn hại chúng ta ấy, nhưng mà bình an vẫn cứ đầy trong lòng mình. Dí súng bắt đầu bắn chết mình, vẫn cứ vui mừng, vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ chúc phước cho người dọa dỗ mình. Đó, bởi Chúa cắn, Chúa thì ngăn cấm kẻ cắn nuốt, ngăn cấm cái kẻ mà nó cướp cái bông trái vui mừng của lòng mình đi, ngăn cấm kẻ cắn nuốt cái sự vui mừng, sự bình an, sự công bình nào đó trong lòng mình đi. Chúa cấm, Chúa vì chúng ta mà cấm, không cho kẻ đấy nó lấy được. Mặc dù tai vạ có thể xảy ra nhưng mình vẫn bình an. Amen. Đấy sự Shalom, bình an của Chúa Trời đó, là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, gìn giữ lòng ý tưởng của chúng ta trong Ngài. Cái sự bình an của Chúa ban chúng ta là sự bình an không như sự bình an thế gian ban. Sự bình an thế gian ban là sự bình an giả tạo. Chỉ khi nào có tiền, có công việc làm ăn tốt, hay có cái thuận cảnh nào đó trong gia đình đấy, không có thì ok, nhưng mà nghịch cảnh ấy thì bất an. Thì đấy là sự bình an giả tạo. Sự bình an đấy là sự nền tảng trên cái vật chất nào đó thôi, và vật chất nó đổ phát là sự bình an nó sập luôn và đè chết tất cả những người mà núp ở dưới sự bình an đó. Thế nhưng mà sự bình an của Chúa Trời thì thôi, có đổ sập mãi thoải mái, nó vẫn đứng vững sừng sững, và nó làm chỗ che bão táp cho những người chạy đến đó nữa. Amen. Nên Chúa sẽ ngăn cấm kẻ cắn nuốt để những kẻ đó nó không phá hoại bông trái của đất mình được. Amen. Mà bởi vì sự đổ thần của Chúa, đổ phước từ trên trời xuống đấy, nên chúng ta biết miền đất của mình là gì. Đó, điều kỳ diệu.
đất lòng của mình trước tiên, và cái miền đất hứa là những cơ nghiệp của mình được làm đấy, được gọi đến đấy. Đó, chúng ta còn biết, chúng ta có gì có cơ sở ấy, để mà ngăn cấm kẻ cắn nuốt. Khi chúng ta làm phần mười đủ đấy, chúng ta có quyền để ra lệnh cho các thiên thần, ra lệnh cho kẻ hủy diệt, ra lệnh cho các thiên sứ hay là kẻ cắn nuốt ấy, không được động chạm, hoặc là thiên thần thì bảo vệ bông trái của mình, còn các cắn nuốt thì không được động chạm đến bông trái của mình. Amen. Mình có quyền như vậy vì sự đổ phước, sự mở cửa trổ sơn trời xuống mà nó có ánh sáng, có sự sáng, thế mình nhìn thấy đất ở đâu, có cái điều gì cần. Amen. Tiếp là cây nho trong đồng ruộng không rụng trái trước mùa. Wow, cây nho là gì vậy? Cây nho người ta dùng để làm ra rượu, đúng không? Rượu, cây nho là cái gì đấy để làm, nói tóm lại, để làm ra sức giàu Đức Thánh Linh, hay là làm ra sự đầy dậy Đức Thánh Linh. Mà ngày nay bao nhiêu thánh cứ thánh linh, thần linh, ô sức giàu gọi cứ chạy đến ấy. Vì sức giàu đây là phá tan ách để cái mọi kỳ, mà sức giàu có thể làm những việc tấu kỳ phép đại, sức giàu để nói tiên tri, sức giàu để cai trị đủ rất thứ rất nhiều. Thì đây này, cây nho trong đồng ruộng mình ấy, nó không bị rụng trái trước khi đến mùa. Tức đến mùa thì cây nho nó mới mang lợi ích. Nếu cây nho mà trước khi đến mùa mà rụng hỏng ấy, thì nó không làm được, không ăn được, không làm rượu nho được. Amen. Tức đúng lúc thì nó sẽ rụng. Nó rụng nhưng rụng đúng lúc. Rụng đúng lúc. Vì thế mà khi chúng ta làm cái chuyện mà nộp phần 10 và của dâng vào trong kho Chúa, thì là Chúa đảm bảo cho những cái điều gì đó để đảm bảo cho sự sức giàu, sự hiện diện đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đoạn được đảm bảo, không bị mất mùa. Amen. Không những thế là những cây nho trong đồng ruộng các ngươi là có thể con cái của mình nữa, anh chị em ạ. Tức là bông trái dù không bị rụng trái trước đến mùa, mà những bông trái của lòng của mình đấy, của ruột của mình đấy, các con thuộc linh của mình, con thuộc thể của mình đấy, không bị tai vạ. Amen. Tức là có tai vạ mình xử lý được. Nhiều khi tai vạ có thể xảy ra được vì Đức Chúa Trời rất đơn giản, vì có nhiều cái lẽ thật nào đó. Và đặc biệt lẽ thật phần 10 của dân này nó cực quan trọng, anh chị em ạ. Tôi mới hiểu ra lẽ thật phần 10 của dân là một trong những cái lẽ thật mà thuộc đang chủ đạo ở trong Kinh Thánh. Amen. Nó một trong lẽ thật chủ đạo đấy, bởi vì nó đề xuất đến việc giải phóng con người ra khỏi ma môn nữa mà. Tiếp theo, các ngươi sẽ trở nguồn phước cho cư dân, vì các ngươi sẽ là các nước, mọi nước nhá, mọi nước, mọi dân đấy, mọi nước sẽ gọi ngươi là có phước, tức là ngươi sẽ trở nguồn phước cho cư dân. Ngươi không phải đi xin xỏ đâu nữa, mà ngươi sẽ cho dân, ngươi dạy các dân, ngươi sẽ nuôi các dân, ngươi trở nguồn phước cho các dân. Và nơi ngươi là sự vui mừng, người ta nhìn thấy nơi ngươi là người ta mừng rồi, cứ thấy ngươi là người mừng rồi. Như chẳng hạn tôi thấy nhiều lúc mà một tổ hải hướng đi đâu ấy, cái cỗ quốc có nhìn thấy, tôi em nhìn thấy chị này em mừng rồi. Bao nhiêu em bị chèn, em bị đóp cổ, thế là như em vừa nhìn thấy chị chứ nói, ôi xong rồi, em cảm giác em nhận thấy người tốt của Chúa rồi, thế vui mừng rồi. Khi mình làm thì mình trở thành nguồn phước cho nơi đó, mình xuất hiện nơi đó mà sự bình an vui mừng đến đó luôn, anh chị em ạ. Những người đang tìm sự vui mừng, tìm sự bình an đấy, họ đang không biết làm sao giải quyết được đấy, thì họ nhìn thấy chúng ta, họ thấy sự vui mừng bình an, họ thấy cách giải đáp. Tất nhiên chúng ta sẽ không loại trừ những cái kẻ mà cứng đầu cứng cổ, bởi vì tin lành của Đức Chúa Trời là gì ạ? Ban cho người khiêm nhường. Vì tin lành là mùi của sự chết cho kẻ chẳng tin, nhưng sự sống cho kẻ tin. Amen. Nên có những kẻ mà khi đến ấy, nó vẫn cản trở lại, như Chúa Giêsu đến ấy, nó chống trả Chúa Giêsu, nó muốn giết Chúa Giêsu. Và Giuđa đã phản bội và Giuđa phải bị chết, bị giết, bị mất sự sống thế nào. Đáng lẽ Giuđa trở thành một trong trụ cột của 12 cái trụ cột. Đáng lẽ tên của Giuđa Iscariot ấy, phải nằm ở trên Jerusalem mới, đúng không? Thế mà Jerusalem bị mất đấy, để cho người khác lên thay. Thảm họa không? Nên chúng ta đừng có coi thường những cái lẽ thật mà Chúa nói, bởi vì nó mang đến giá trị đời đời sau này, không cho mình mà trong cái dòng dõi của dòng dõi tiếp của mình thêm nữa. Amen. Và khi cái phần 10 của dâng đấy cũng là mà sự khôn ngoan được truyền cho ban chúng ta, để chúng ta khi mà cửa trên trời đổ xuống đấy, chúng ta sẽ thông sáng, chúng ta sẽ biết cách làm việc với con số, làm việc ngân sách. Bây giờ chúng ta đang nói về ngân sách, đúng không? Những bài học của chúng ta đang nói về cách thiết kế xã hội, đúng không? Gọi là nền tảng của sự thiết kế xã hội, trong đó có phần của nó đó là lập ngân sách. Tức là ngân sách là chính sách quản lý tiền bạc. Ngân sách không phải là tiền. Ngân sách là chính sách quản lý tiền bạc. Ngân sách không phụ thuộc vào là mình có income hay không có, không quan trọng. Ngân sách là quản lý tiền bạc. Nó income là âm thì nó ra số âm. Income là số 0, ra số 0. Ra 0,0001 thì nó ra cái phần gì đấy. Nó phân bổ, nó đi đâu đó. Nó phải có. Đó, thì khi mà chúng ta làm việc đấy, chúng ta sẽ làm ngân sách, thì Chúa nhìn thấy chúng ta biết cách quản lý những thằng lính là tiền bạc. Bởi vì có hai cái điều mà người ta toàn thiếu, thiếu tiền và thiếu thời gian. Anh em thấy không? Ai cũng nói kiểu gì, các doanh nghiệp, các gì họ đều thiếu tiền, thiếu thời gian. Hỏi thiếu gì?
thiếu tiền, thiếu thời gian. Thì đơn giản là thiếu sự khôn ngoan, chứ không phải thiếu tiền, không phải thiếu thời gian đâu. Thời gian thì Chúa rất là ban cho, không trách móc ai. Ai cũng có 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, không ai hơn ai cả, đều bình đẳng hết. Và tiền cũng vậy thôi. Chúa nói đấy, chỗ người nghèo khai phá xa nhiều lương thực, nhưng có nhiều kẻ bị diệt vì cớ thiếu sự công bình, thiếu trật tự. Chỗ người nghèo ấy, thực ra xung quanh họ đầy hết, họ có thể kiếm hết. Tại Chúa là đảm bảo lắm. Ngay cả cái loài chim trời không gieo không gặt nhá, nó không biết lịch luật gieo gặt nhá, thế mà Chúa còn chăm sóc cho nó kỳ diệu như vậy. Huống chi là loài người thì tuyệt vời thế nào nữa. Nhưng chim trời ấy, nó không được quyền cai trị thế gian. Đó. Nhưng chúng ta, nhiệm vụ chúng ta cai trị thế gian. Nên vì thế chúng ta, Chúa mới dạy chúng ta cái điều gì đó, để mà chúng ta biết phân bổ mọi việc ra đâu, việc gì ra việc đó, để mà lãnh đạo, để mà quản trị nó. Và chúng ta trong cái sự mà chúng ta biết rõ ràng, chúng ta có sự bình an và sự vui mừng lắm anh chị em ạ. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự gì mà cứ tối như tờ vò này, chúng ta rất là khó chịu và bất an, đúng không? Thế mà sợ nữa, sợ hãi nữa các. Bởi sự sợ hãi là nhiều khi mà nó đến vì người ta sợ, vì là không biết chuyện xảy ra thế nào. Tại sao cái dịch virus Trung Cộng đấy, đầu năm 2020 đấy, lại chết người nhiều thế? Mà thực ra nó chẳng là cái gì cả, nhưng bởi vì người ta sợ. Người ta sợ là vì sao? Vì chưa có loại vaccine nào. Thôi, thế là họ cuống lên, thế là họ chết ngay vì cái chuyện vì họ không biết thôi, không hiểu biết là cho họ chết trước. Vì vậy cái quỷ sợ hãi nó đi đấy, nó làm cho người ta chết trước đã. Như có cái chuyện đấy là một cái dịch nó đến, nó được lệnh ấy, chỉ giết có 5.000 người thôi. Thế sau đó thầy bảo sao mày giết đến cả nửa triệu, mà sau đó mày nói giết 5.000 đâu. Nó bảo không, tôi giết đúng 5.000 người chết vì cái bệnh của tôi thôi, nhưng mà 495.000 người lại chết vì sợ. Tôi vừa ra đây nó sợ, thì nó chết vì sợ, nhưng không phải chết vì tôi. Thì cũng vậy thôi, người ta không hiểu biết, người ta dẫn sự sợ hãi anh chị em ạ. 95% cái sự mà sợ hãi đó sự không hiểu biết thôi. Nên sự thông sáng của Chúa làm chúng ta hết sợ. Nên vì thế mà khi tôi gặp khi mà cái nạn dịch mà lên cao trào ở thế giới đấy anh chị em ạ, chết lia lịa ở Hoa Kỳ đấy, wow, ở Ukraine cũng thấy người ta ngăn cấm, mà tôi hiểu là đây nó chỉ là cái loại không có cái gì. Tôi ghét virus Trung Cộng, biết nguồn gốc nó là virus Trung Cộng, đập chết cộng sản vậy thôi, đập chết quỷ cộng sản, diệt quỷ cộng sản, băng đảng cộng sản, đảng cướp cộng sản, diệt chết cái chế độ cộng sản, nhà nước cộng sản đó, yêu quỷ cộng sản, cứu cộng sản. Như trước đây mình cũng là người cộng sản và được Chúa cứu, nghiện cộng sản. Thế là thôi, quỷ virus Trung Cộng nó không mon men đến mình nữa, mình vẫn ra, mình vẫn ôm cái người bị virus Trung Cộng đấy, mà Chúa nó cấm nữa, mình chỉ phải đứng từ xa, không được, mà lúc đấy cách ly mà đi xe đi cộ không có động chạm đâu, mọi nơi chúng tôi anh chị biết rồi, không phải nói đúng không ạ, vắng tanh. Ra ngoài phát không dám, đứng từ xa, anh ơi chị ơi cái gì đấy, đứng từ xa, từ xa còn phải đeo khẩu trang rồi về xịt đủ các thứ cơ. Nhưng mà tôi cứ đến ôm, và tôi bị dương tính với cả virus Trung Cộng ấy. Thế là cầu nguyện cho anh xong. Tất nhiên mình có một số biện pháp khôn ngoan để mình vệ sinh đường hô hấp và vệ sinh tay sau đấy nữa. Amen. Và điều không có chuyện gì cả, tức là nó không đáng sợ như vậy. Nhưng thực ra ở đây tình yêu thương Chúa dạy chúng ta rất nhiều điều để rung động cả trái tim của mình nữa, để làm tất cả tế bào mình rung lên, khiến cho vi khuẩn virus nó chết. Chúng ta có học cái điều rồi, cái tần số rồi. Amen. Nên là khi mà chúng ta đi trong sự sáng, chúng ta sẽ nhìn rõ các sự vật và không còn sợ nữa. Chúng ta sẽ cảm thấy sự bình an vì thấy các thứ nó ở chỗ này rồi, nó ở chỗ nào rồi, chỗ này chưa có nhưng mà sau nó sẽ có. Vì chúng ta biết luật nhân quả mà, luật gieo gặt, nên chúng ta gieo rồi, chắc chắn sau này sẽ được cái kia cả. Cũng như anh chị em gieo trồng cái cây gì đấy, thì trong lòng chúng ta có sự bình an, cuối mùa chúng ta sẽ thu hoạch được từng đây. Mặc dù đã có đâu, mà dù mất ngay, khi gieo là mất ngay lập tức này, mất hết hạt giống này, thế mà vẫn có sự bình an, là sau mấy tháng nữa sẽ có cái gì đấy. Đã có sự, vì là mình làm trong sự rõ ràng mà. Amen. Và phần 10 đấy, là phải lấy từ chúng ta ra, chứ phải lấy của người khác nhét vào đâu. Phần 10 là phần mà chúng ta và phục của dân nữa. Khi tôi lập ngân sách đấy, thì chúng ta dạy bài học về ngân sách rồi, đúng không? Trong thần của trời chúng ta đã dạy về cách quản lý tiền bạc rồi. Quản lý tiền bạc ra sao? 10% là cái gì? Rồi các của dân là thế nào? Rồi cái phần nào nó không được động đến, cái phần nào là phải quay trở lại thì để sinh sản, cái phần nào thì trong gia đình, trong con cái, trong ăn uống, trong sinh hoạt, cái phần nào là trong việc học tập đào tạo của mình, thì rất phần khác, các ngân khoản ấy chúng ta được dạy dỗ cẩn thận rồi. Và chỉ cần nhìn rõ ràng chúng ta thấy rất là tự do anh chị em ạ. Vì sự nhận biết đấy thật ấy làm chúng ta tự do mà. Tự do khỏi tiền bạc, tự do khỏi sự tham tiền bạc. Chúng ta thấy tiền nó chỉ lính thôi, chưa có nhiều lính chưa sao cả. Chúng ta rèn tập đi, rồi thằng lính nó sẽ đến. Cứ
đẳng cấp cao lên thì sẽ được. Vậy thôi. Và Chúa Giê-xu nói là chính các ngươi phải cho họ ăn mà. Từ cái phần nhỏ đấy, từ cái phần nhỏ để mà, tức là mình có cái gì trong mình đấy để đáp ứng nhu cầu người khác nữa. Vì thế cả nhu cầu phần 10 của dâng đấy chúng ta cũng phải dâng, vì ban cho có phước hơn nhận lãnh, một luật Đức Chúa Trời mà. Và khi chúng ta dâng, như mục sư Phi Anh có nói đấy, là dâng cái trạng thái tấm lòng như thế nào, không phải dâng sự bố thí này, cho xong đi, mà dâng với tấm lòng tôn kính. Amen. Vì chúng ta biết định cái sự dâng hiến là gì, là sự mà biệt riêng ra cho cái người đấy hay cái đấng đấy với sự tôn kính, chứ không phải biệt riêng ra là như bố thí đâu, thì đấy không phải sự dâng mình rồi. Amen. Và chúng ta nhìn thấy Chúa dâng mình cho chúng ta ra sao, Chúa tôn kính chúng ta sao khi Ngài dựng chúng ta giống Ngài, khi chúng ta đang chết vì tội lỗi mình đấy, thì Ngài đã đến để chết thay chúng ta như thế nào, để chúng ta nhìn thấy là Đức Chúa Trời còn tôn kính chúng ta, Chúa yêu chúng ta đến nỗi ban cho chúng ta con một của Ngài, để ai tin con đó không bị hư mất mà được sống đời đời. Amen. Chúa yêu chúng ta, Chúa nói là ta sẽ tôn kính những người tôn kính ta, ta sẽ sỉ nhục những kẻ nào sỉ chúng ta mà. Amen. Nên vì thế mà cái lẽ thật phần mười của dâng, anh chị em ạ, chúng ta phải trung tín với việc nhỏ, vì cái phần rất nhỏ thôi. Vì khi mà trung tín việc nhỏ đấy, thì Đức Trời Ngài sẽ chúc phước chúng ta, sẽ trung tín việc lớn. Khi chúng ta trung tín trong việc của người khác, thì đến lúc Đức Trời sẽ cho chúng ta cái của thật là của cơ nghiệp của chúng ta. Nên cứ trung tín trong phần nào đó đi, anh chị em ạ. Chúng ta thấy sự dạn dĩ, chúng ta sẽ thấy cái sự mà sáng tỏ, hay cái sự mà mạnh mẽ, cái sự quyết đoán, cái sự tự tin, cái sự bình an, cái sự dạn gọi là xuất sáng ở trong lòng mình. Và lúc đó chúng ta thực sự là cái bình không để Chúa Ngài dùng, để Chúa dùng cho mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Và hôm nay chúng ta cũng thấy ở trong cái buổi thi ngày hôm nay, đó là cái buổi mà chưa từng có trong trường đào tạo giáo sĩ, cả buổi thi, thưa mục sư Phi Anh, là hiệu trưởng trường thần học đào tạo giáo sĩ Joshua nhé, là nhận thi của các anh chị em trong nhóm đặc nhiệm này. Đó. Mà buổi thi hôm nay buổi thi cuối cùng, buổi thi là bế mạc đấy, và buổi thi này là buổi thi mà khó nhất. Khó nhất, bởi vì động não đến tư duy chiến lược, tư duy phân tích, động não đến cái kế hoạch mà đào tạo lập ngân sách đấy, rồi giải trình, rồi lấy hết luật pháp ở trên trời, rồi luật pháp dưới đất, cái phần nào, các chương trình chính phủ ra sao, các chương trình kế hoạch của phi chính phủ ra sao để làm đấy, nó đủ một đống luôn đấy. Mục tiêu thế nào, nhiệm vụ thế nào, xây dựng ra sao, xây dựng dự án thế nào, đủ các thứ, đủ các thứ, tức là bài toán này là khó nhất, chứ không phải là thật học là học với Đức Trời thế này mấy câu này đâu. Và kể nó xong đâu, mà nó tính toán, tính con số cụ thể sai bắt không được rồi. Còn kia là mình nói chung chung, chú yêu mình, thì dễ quá, chứng minh cái đấy dễ quá, nhưng mà đây là con số phải tính toán ra, cụ thể không phải, không được, bỏ ra ngoài, là cho trượt rồi. Thế mà tại hôm nay nhé, cái điều xảy ra là cái ông hiệu trưởng trường thần học, ông ấy chỉ có gọi, thông thường là có một cậu khác là mau chóng, con lên trả trước. Nhưng hôm nay, thế nào chú dẫn ông đấy, chú chỉ, cái người chị em là mục sư kia, trả lời câu hỏi, thế ông ra câu hỏi thôi. Hôm ra câu hỏi về gì ạ? Về gì ạ? Về công tác xã hội của Hội Thánh, đúng không? Về sứ mạng của Hội Thánh. Ông ra câu hỏi về cái mang thai, cái nỗi mà đang gọi là cái lỗi mà đang gọi là dằn vặt, không có gì nhỉ, gọi là cưu mang trong lòng mình đấy. Cái gánh nặng ở trong lòng mình cả năm vấn đề đó. Thì mục sư Hoài Hương mới chỉ trả lời một tí thôi. Ông dừng lại, bắt đầu ông nói, xong tự nhiên tiên tri của Chúa đổ cho ông, vì ông là tiên tri mà. Ông nói tiên tri luôn, ông nói suốt luôn, cả buổi luôn. Ông suốt cả buổi, sau ông khóc luôn, rồi cầu nguyện luôn cho tất cả mọi người luôn. Ông bảo là ở chúng ta là gì ạ? Chúng ta đang trong ân điển sứ đồ ở trong Hội Thánh. Vì Chúa, ông ấy làm việc tôi nhiều năm ở Ukraine mà, là cái nôi của Tây Bình Vương quốc của Chúa. Và ông ấy nhìn thấy trong thần linh ấy, là trong lòng tôi là có cả một cái lưới màu đỏ. Cái lưới này ấy, để mà bắt các dân, bắt các nước cho Chúa. Để Chúa bảo hết rồi cái thời kỳ mà cứ câu cá này, và bây giờ mình răng lưới, mà lưới này bắt tất cả các loại cá, đó, bắt tất cả các loại cá trong xã hội, trong lĩnh vực tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa giáo dục, an ninh, giải trí, quân sự, quốc phòng. Đấy như chúng ta biết rồi, chúng ta cầu nguyện bao nhiêu năm nay như thế rồi, amen. Đâu phải cái lời cầu nguyện đấy có phải là tự bây giờ mới có đâu, mà nó hàng chục năm nay, hai chục năm nay khi tôi nhận được cái sứ điệp của Chúa đây này, mà treo trên tường đây chị em này, đã biết về chuyện tôi lập trình với Chúa rồi, để cầu nguyện rồi, và mình mang thai vì điều đó, để mình con của mình đấy, nếu là nguyên thủ quốc gia làm gì, con của mình là nhà khoa học gia phải làm cái gì đấy, để dạy dỗ họ, đào tạo họ trong các chiến lược đấy nữa. Amen. Thì đến khi đấy thì ông bảo đấy có ân điển sứ đồ, là cái ân điển đấy, là ân điển mà dynamic, ân điển nó không ở dậm chân một chỗ, ân điển nó phá, ân điển nó vận hành liên tục, ân điển nó luôn chuyển động để phá các cửa, bẻ gãy các cửa bằng đồng, bẻ gãy thanh bằng sắt đấy, để đi vận hành làm việc mới như sứ đồ. Tiên tri có ân điển đấy, thấy chưa? Tiên tri có cái ân điển đó là nhận được lời của Chúa Trời.
loài người không thể nhận được lời của Chúa được. Thế mà tiên tri lại nhận được lời của Ngài rất dễ dàng. Và sứ đồ ấy, thì nhận được ân điển của Chúa Trời để lập nền, để xây dựng hội thánh ra sao, lập nền, xây dựng thế giới ra sao, xây dựng quốc gia ra sao, xây dựng kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục ra sao, xây dựng vương quốc của Đức Trời ra sao, lập nền. Chứ không phải chỉ có cầu nguyện là xây hội thánh, mấy cái chức vụ ban nọ ban kia, rồi ban cầu nguyện, ban ca đoàn, ban truyền giáo, không phải mấy cái thứ vụ của trẻ con nữa đâu. Amen. Mà đây là những nhiệm vụ mà xây các dân, các nước. Sau này chúng ta còn phải lãnh đạo cùng với Chúa trên tầng trời mà. Khi mà chúng ta đã nói rằng ở trong khu ngàn năm đó thì có hai đẳng cấp người, đúng không? Có một loại người họ đi từ đại đạn họ vào đấy, họ vẫn mặc thân thể này này, thân thể, nhưng thân thể nó giống như Adam thứ nhất. Thế thôi, thân thể này vẫn hạn chế là bay bổng chỉ ở dưới đất này thôi. Và họ sẽ còn phải chịu sự chết lần thứ hai. Đó, nhưng mà cái người mà được cất lên Chúa và được đợt sống lại lần thứ nhất để tuyển quân của Chúa, tuyển lao động của Chúa lần thứ nhất đấy, để cùng với Ngài đồng trị trên trời đấy. Đó thì ở trên trời và mặc thân thể Chúa Giêsu thứ hai, Adam thứ hai và cai trị. Và có chuyện xảy ra là các vua dưới đất này này phải cầu nguyện, phải xin với các vua trên trời để mà liên lạc với mình đấy. Ôi anh Trung ơi, alo, thầy Trung ơi, thầy Trung cầu nguyện cho tôi, cho con nhé, để con lãnh đạo cái đất nước Hoa Kỳ này nhé, giúp cho con điều này nhé. Tương tự như bây giờ chúng ta nhìn thấy cái chuyện xảy ra là nhiều cái gì những người Catholic hay là chính giáo Công giáo họ cứ cầu nguyện các thánh đấy. Cái chuyện đấy chuyện có thật anh chị em ạ. Nhưng mà hiện tại cái đời này không đúng. Và cái bản về gọi là cái sự kiện thì có. Tức là cái sự kiện là sẽ có những người dưới đất này họ cầu với người trên trời để giúp họ dưới đất này. Cái chuyện có thật, cái bản chất cái đấy có. Nhưng mà họ bị lệch lạc, bị bóp méo. Cái chuyện có thật là trong vũ ngàn năm đấy có, chúng ta đồng trị Chúa trên trời mà. Và cái dưới đất này, những vua dưới đất này họ phải nhờ đến chúng ta. Đó. Amen. Đây là chúng ta đang tập luyện điều đó rất nhiều. Mà bây giờ những cái chuyện kỹ năng này thì cái phần 10 của dân anh chị em ạ, để chúng ta biết làm về con số. Thì khi nói 10%, tức là nói về con số, thế thì còn 1% là cái gì, 0,1% là cái gì, 30%, 90%, 99%, 100% là cái gì, tức là làm về con số đấy. Và biết nó đi đâu, nó về đâu, nó ra chỗ nào. Để chúng ta có sự khôn ngoan mà quản lý mà. Amen. Đấy sự khôn ngoan, mà sự khôn ngoan đấy được quý hơn châu bọc, chẳng bầu vượt nào mà con ưa sánh nó kịp. Amen. Sự khôn ngoan đấy là dựng tầng trời lập đến đất, sự khôn ngoan đấy quản trị, sự khôn ngoan đấy đẻ ra tất cả tiền bạc kia, chứ đừng có cắm đầu cắm cổ nhìn vào mấy cái đồng tiền này, nhìn vào mấy cái sự này. Amen. Khi đã dâng cho Chúa rồi là phải dâng chọn lòng, dâng cái lòng thành, vì mắt Đức Giê-hô-va là đoái xem những người nào mà có lòng thành với Chúa, chọn lòng thành với Chúa, và Chúa giúp những người đấy, Chúa trợ giúp người đấy, Chúa giúp tất cả rồi. Nhưng đặc biệt người có lòng chọn với Chúa thì họ sẽ nhận được vô số, họ nhận được dư dật không chỗ chứa được. Amen. Nên lẽ thật về phần mười của dân đấy, chúng ta được nói ngày hôm nay nó chỉ ngắn gọn vậy thôi. Shakadabara, và nguyện cái lẽ thật này trở thành thịt và xương của anh chị em ạ. Và ngày hôm nay cái ân điển của Chúa ấy, sau đó ấy, và mục sư Ruslan ấy, ông cầu nguyện chúng ta hết, thấy chưa? Để ân điển đấy cũng đổ trên anh chị em, để anh chị em mặc cái ân điển sứ đồ đấy mà phá các ách, phá các cọng kìm, mà đi vào tất cả lĩnh vực anh chị em ạ. Bây giờ không phải thời kỳ chúng ta bắt bằng cần câu nữa, mà bằng răng lưới rồi, để những mạng lưới xã hội chúng ta ấy, để bắt những con cá to nhất, con cá lớn nhất, vì chúng ta là cái dòng chảy mới và cuối cùng của Chúa mà cái dòng chảy đi đâu thì mọi sinh vật đều sống ở đó. Cái nước biển mặn thế nào ấy, thì chợt ngọt ngào, và sự sống này là sự sống từ đền thờ Đức Chúa Trời, sự ngôi của Chúa Cha và ngôi của Chiên Con, như Kinh Thánh đã chép. Amen. Mời ơn Chúa. Và mời anh chị em lên cầu nguyện, mời mục tử Hoài Hương lên cầu nguyện cho cái bài giảng ngày hôm nay về mọi lẽ thật về sự gì ạ? Lẽ thật về Ô lạy Cha dấu yêu, Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài. Ngài đã trao ban cho Chúa Giêsu cho chúng con. Chính Chúa Giêsu, Ngài đã trả giá một giá rất là đắt để cho chúng con có Đức Thánh Linh của Ngài. Trong Đức Thánh Linh, Ngài còn trang bị cho chúng con 7 thần nữa, để nhờ 7 thần Ngài dẫn chúng con về mọi lẽ thật, không phải chỉ 1-2 lẽ thật chưa, và mọi lẽ thật. Ngài là ngôi lời, chúng con ăn Ngài, ăn lời của Ngài, ăn thân mình của Ngài. Trong thân mình của Ngài có những lẽ thật đau đớn nữa, những lẽ thật đó như chúng con ăn vào xương của Ngài nữa. Chúa ơi, nhưng mà khi chúng con ăn thì chúng con lại được phóng tích, chúng con được giải thoát. Và ngày hôm nay
chúng con được học về một phần mười tình yêu của Ngài cho chúng con, để Ngài giải thoát chúng con, để chúng con được tự do trong tiền bạc, chúng con sẽ không bị ma môn lừa bịp chúng con. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, bởi vì mô hình mà Ngài đã làm cho chúng con, mà Ngài đã dạy cho hội thánh của chúng con, để biến các nan đề trong xã hội, và chúng con phải giải phóng tất cả những nan đề ở trong xã hội ra để trở thành một dân của Ngài. Và chúng con biết ơn Ngài, chương trình của Ngài đã cho chúng con thấy, và Ngài đã nhìn thấy nan đề của thế gian, đó là tội lỗi phải chết. Và chính Ngài đã dâng thân mình của Ngài cho thế gian. Và khi chúng con đã tiếp nhận Chúa, thì chính chúng con, bản thân chúng con đây, quý giá dường bao chơi, để chúng con cũng nhìn thấy những nan đề cấp bách trong xã hội. Và chúng con phải có cái giải pháp độc đáo, như chính Chúa Giêsu đã hạ mình vâng lời cho đến chết. Và khi Ngài xuống dưới đất này, Ngài đã trang bị cho đội ngũ các sứ đồ của Ngài, các môn đệ của Ngài, những đội ngũ đó dám dâng mình cho Chúa, không sợ cái chết. Và đây chúng con cũng vậy, Ngài đã cho hội thánh của chúng con cũng có mô hình giống Ngài, để chúng con có những đội ngũ anh chị em của chúng con trong đội quân đặc nhiệm, và qua chúng con nữa đào tạo ra biết bao nhiêu những con người trưởng thành để dâng mình cho Chúa. Và cuối cùng chúng con cũng có một cái kế hoạch trả thưởng, tài trợ, như chính Chúa đã nhìn thấy khi Chúa đào tạo chúng con, và Ngài cũng đã trả thưởng cho chúng con, trả muôn ơn phước lành từ trời xuống trên chúng con. Và Ngài cũng cho chúng con biết được rằng chúng con phải hướng về những sự thượng giới. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, bởi vì lòng của chúng con ở đâu thì tiền của chúng con ở đó. Và của cải của chúng con, lòng của chúng con hướng về Ngài, thì của cải của chúng con cũng ở trong Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa. Và khi Chúa tỉ mỉ, Chúa nhìn thấy bà quá nghèo dâng hết tất cả những gì bà có, những đồng xu bà có, Chúa ơi, những mẫu gương đó Ngài muốn cho chúng con để thực hiện. Bởi vì chúng con thật là giàu sang ở trong Ngài. Chúng con sau khi chúng con sinh lại, chúng con có cả một vương quốc của Ngài ở trong lòng của chúng con rồi. Chúng con có một vua cha của chúng con rồi, giàu sang. Chúng con không còn phải thiếu thốn nữa, Chúa ạ. Đời sống của chúng con giàu sang ở trong Ngài. Điều mà chúng con mỗi ngày chúng con sống, đây là một thao trường cho chúng con tập sự. Chúng con dùng tất cả những của cải Ngài cho, những đồng tiền của Ngài để chúng con biết phân bổ ra. Chúng chỉ là thằng lính để chúng con sai phái chúng đi để mở mang nước của Ngài thôi. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự dạy dỗ lẽ thật một phần mười này, để chúng con được phóng tích, chúng con được tự do. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Và khi anh chị em của chúng con trong hội thánh mà Ngài xây, chúng con cũng được tự do, không bị nô lệ bởi tiền bạc. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự dạy dỗ Ngài ban phát cho chúng con. Nguyện tình yêu, nguyện lòng thương xót, nguyện ân điển của Ngài đầy dẫy trên chúng con, để cho chúng con có sự khôn sáng, thông minh khôn sáng, Chúa ạ. Để chúng con được tự do chi tất cả những điều, những tài năng, tài nguyên mà Ngài đã cho chúng con, bắt đầu từ trong chính chúng con mà ra nữa, Chúa ạ. Để sinh lợi cho Ngài. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Tình yêu lớn lao Ngài đã cho chúng con, để cho chúng con biết dâng mình, dâng hết tâm linh mà Chúa đã sinh lại chúng con, dâng tới linh hồn mà Ngài đã cứu chúng con, và dâng thân thể này là của lễ thánh và sống động cho Ngài. Ôi Chúa ơi, linh hồn của chúng con thật là quý giá. Chúng con biết làm việc tâm trí của chúng con luôn thay đổi hằng ngày hằng giờ, và ý chí của chúng con quyết định luôn ở trong Ngài, và cảm xúc của chúng con như có tâm tình như Chúa Jesus Christ vậy. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Nguyện ân điển của Ngài đầy dẫy trên từng anh chị em của chúng con, trên người cha Thục Linh, Nguyễn Mạnh Cường của chúng con, trên con nữa, Chúa ạ. Một tôi tớ nữ của Ngài mà Ngài yêu thương, Ngài chọn lựa chúng con.
để chúng con cùng nhau trung thành những công việc nhỏ nhất và chung thủy với tình yêu của Ngài cho tới cuối cùng, để chúng con được đồng cai trị với Ngài trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Chúng con yêu kính Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Tạ Chúa, cảm ơn Mục sư Nguyễn Văn Cường qua bài giảng. Ngày hôm nay, Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta sống trong ân điển của Ngài. Dạ, mời Mục sư Phi Anh. Thì đây xin kính mời tất cả chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc bài cầu nguyện chung với nhau và một cách nhịp nhàng, rập ràng, chờ đợi nhau. Giờ đây chúng ta cùng bắt đầu. Lạy Cha, lạy chúng, cha con chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Hôm nay cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội chúng con như chúng con tha kẻ có tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Thế xin kính mời Mục sư Cường lên chúc phước. Hallelujah, Chúa dấu yêu, ta ơn Chúa vì Ngài nuôi chúng con bằng lời của Ngài, bằng thần của Ngài nữa, Chúa ạ. Thật kỳ diệu. Ô, trong buổi ngày hôm nay, để chúng con được phước khi ra, khi vào, khi ngủ, khi thức, Chúa ạ. Và ở đâu thánh linh của Chúa là tự do, chúng nó tự do mọi bề, Chúa ạ. Tự do để hầu việc Ngài, tự do thờ phượng Ngài, tự do đi trong lẽ thật, tự do để thay đổi đời sống mình giống Chúa Trời, để cai trị muôn vật, cai trị hoàn cảnh trong đời sống chúng con, trong gia đình chúng con, trong các dòng giống của chúng con và dòng giống của dòng dõi chúng con nữa, cứ nối đời đời tiếp sau, Chúa ơi. Trong danh Chúa Jesus Christ, nguyện ân điển vĩ đại của Ngài, Chúa ạ, ân điển sứ đồ Ngài, ân điển tiên tri Ngài, Chúa ạ, giáng trên chúng con không chừng mực, Chúa ạ, để cái ân điển đó, chúng con sẽ cai trị các dân và cai trị các nước, Chúa ạ. Nguyện ân điển đó chúng con mặc trong sự khôn ngoan và mạnh sức của Ngài, Chúa ạ, để đoạt được cơ nghiệp, để dâng cho Chúa mọi sự vinh hiển. Chúa ơi, con cảm tạ Cha thật nhiều. Chúa ơi, Chúa chúc lành cho dân sự của Chúa, khi ngủ, khi thức, trong thành ngoài đồng, Chúa ạ, chất thành mọi nơi mà anh chị chúng con ở, Chúa ạ, để sự bình an, vui mừng và yêu thương đầy ngập trên đời sống tất cả anh chị chúng con. Nguyện Chúa được vinh hiển cho chúng con mãi mãi đời đời. Chúng yêu Ngài thật nhiều, hôn Ngài, chúng yêu nhau, chúng cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh. Amen. Cảm tạ Chúa. Giờ đây chúng ta nói tấm lòng chúng ta đến cho Chúa sau khi chúng ta nghe tất cả những sự dạy dỗ trong lời của Ngài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng tôi đến đây để chấm dứt. Xin cảm ơn quý ông bà chị em. Tạ Chúa. Xin chào.